Chiều hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 năm 2016. Giác Nhân có mặt tại một cái hội trường ở tiểu bang Georgia, thành phố Atlanta. Và từ sáng đến giờ chúng ta đã nghe một thời thuyết pháp, và niệm Phật chung với Giác Nhân. Hồi nãy khi bước xuống thì một số Phật tử nói cái âm thanh của Thầy niệm Phật hay quá. Cái tiếng rất là lớn, trầm hùng nhưng mà con nghe không có thấy chát chúa khó chịu, phải không quý vị ha? Nghe rất là dễ chịu. Cái âm thanh niệm Phật nó chứa cái công đức, có lòng từ vô lượng của Đức Phật A Di Đà ẩn chứa trong đó. Cái đức tánh từ bi của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên ngày chứa trong đó. Cho nên cái người niệm Phật lâu ngày, họ thể hiện một cái lòng từ mà người ngồi bên cạnh mình cảm giác được. Không những ngồi bên cạnh mà mình nghĩ đến họ cũng có cảm giác. Thời xưa những vị thiền sư, họ ngồi họ nói chuyện nhau bằng tâm tưởng. Họ đắc được cái sức định, họ có được một cái trí huệ do cái thức thứ sáu nó chuyển thành diệu quan sát trí. Và người niệm Phật thì cái công đức niệm Phật nó chuyển cái thức thành trí rất là nhanh. Khi chúng ta dùng cái thức để đối nhân xử thế, đối người tiếp vật là dùng vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phiền não, khổ đau. Còn người niệm Phật lâu ngày, họ dùng một cái trí huệ và lòng từ bi, họ đối người tiếp vật, đối nhân xử thế. Có một vị thầy ở trên núi niệm Phật khoảng vào tầm 5-6 giờ sáng, cái cô Phật tử ở dưới núi cách khoảng 5 cây số nấu thức ăn mang lên cúng dường buổi trưa cho một vị thầy đó. Thì thầy đó ngồi niệm Phật, tự nhiên cái cảm giác trong đầu nghe cái mùi thơm thức ăn mướp hương xào. Và cô đó nấu một bữa thức ăn mang lên cúng dường cho vị sư đó, mướp hương rồi đồ kho gì đó. Từ trong cái tư tưởng cô đó nghĩ đang nấu món ăn đó, vị thầy, vị sư đó cảm được cái tư tưởng của cô đó. Và trong tư tưởng của cô Phật tử đó chứa cái thức ăn mướp hương xào đi đến cái tâm thức của vị sư đó cảm nhận. Cô đó không có hẹn trước là sẽ nấu thức ăn cho sư vào ngồi đó, nhưng sư cảm được cái tư tưởng của cái vị Phật tử đó, gọi là tư tưởng giao thoa nhau. Và khi giao thoa nhau như vậy thì trong tư tưởng nó có mùi thơm của mướp hương.
và nó có hình ảnh của cô đó. Cũng cô này cũng lớn tuổi, rất thích nấu ăn cho sư, bởi vì mỗi lần lên nhìn thấy sư trên núi niệm Phật, trong lòng cô dễ chịu lắm, dầu cho cô bực bội chuyện gì cô lên cái nó tan biến. Cái này là cái đức từ trong câu niệm Phật, mà người không niệm Phật tu cho có cái đức từ đó lâu vô cùng. Mình phải ăn chay lâu ngày, mình phải phóng sanh lâu ngày, bỏ tiền bạc ra mình làm công sức rất lâu. Tuy nhiên người niệm Phật bỏ thời gian ít mà kết quả nhanh, vì cái công đức lòng từ của Đức Phật ở trong danh hiệu Phật mà Đức Phật A-di-đà đã tu vô lượng kiếp rồi. Ngài hồi hướng trong danh hiệu, cho nên danh hiệu mới có được một cái công năng mà chuyển cái tâm phàm phu về lại cái cảnh giới cực lạc, thì chuyện không phải là đơn giản. Đức Phật Thích Ca nói ta dùng thần lực để dời cái hòn núi Tu Di đi được, nhưng ta không có dời được cái nghiệp lực của chúng sanh. Chỉ có chúng sanh nào chân thật vâng lời làm theo niệm câu Phật hiệu thì nó dời được nghiệp báo của chúng sanh đó. Dời ở đây tức là nó chuyển cái nghiệp của phàm phu trở thành thánh. Nghiệp phàm phu là tham sân si mạng, tranh giành hơn thua, đấu tranh ganh tị. Nó chuyển cái tâm phàm phu mình trở thành tâm thánh, tâm Bồ Tát, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, chuyển hồi nào mà không hay. Cho nên cái công đức Phật hiệu nó có cái công năng vô tác diệu lực bất khả tư nghị, mầu nhiệm vô cùng, mà mình phải bỏ cái thời gian ra tu rất lâu. Mình muốn thành Phật phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, mà người niệm Phật chỉ một đời này người ta không chết, thọ mạng họ hết hoặc giả chưa hết, họ về tới Tây Phương Cực Lạc, họ gặp Phật A Di Đà, tiếp tục họ tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác một đời, không có đời thứ hai. Đời thứ hai là mình chết đi rồi mình sanh làm người lại, học sanh làm loài súc sanh lại thì nó bước vào đời thứ hai. Còn cái này là không có đời thứ hai. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói pháp môn này là pháp môn bất tử. Dầu là quý vị có vợ, có chồng, có con, có cái, không có tiền làm phước, nghèo đến mức độ đó, mà chỉ có phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh, vậy mà trong mơ, trong mộng thấy Phật báo ngày giờ vãng sanh, pháp môn này là hết cỡ rồi, quá là màu nhiệm. Hồi sáng chúng tôi nói tam bối giảng sanh, cái công đức mà tự lợi niệm danh hiệu A Di Đà Phật dễ vô cùng, nhưng nó chỉ có một cái điều đó là nó khó tin thôi. Nó khó tin cái công đức Phật hiệu mà niệm nó kéo dài thọ mạng an vui, cái công đức Phật hiệu mà nó phát sanh ra cái trí giác gọi là vô lượng giác, mình khó tin, cho nên mình không có hết lòng mình làm. Mình chỉ tin vào cái khả năng phàm phu của mình kiếm ra được đồng tiền sinh hoạt ở cõi này một thời gian rồi phải trút bỏ ra đi. Mình chỉ tin tưởng vào cái đó. Cái đó gọi là cái phàm tình của mình. Không tin vào công đức Phật hiệu, cho nên mình không có thời gian đầu tư mình làm. Có những vị mà khi họ niệm Phật, mình chỉ nghĩ đến họ là mình an vui. Đây là sự thật. Hòa Thượng Tịnh Không, năm 2011 chúng tôi qua gặp Ngài, gặp bên ngoài một lần rồi, nhưng mà khi vào bên trong gặp lần thứ hai thì ban tổ chức nói mới hôm qua thầy gặp rồi, bây giờ thầy còn gặp gì nữa, kêu đi vào gặp còn một cái món quà ở bên Việt Nam gửi sang cúng dường cho Hòa Thượng, sẵn là cái bộ y này nè, vô xin Hòa Thượng được mặc cái bộ y này. Vì chúng tôi thấy Hòa Thượng mặc cái gì chúng tôi đều photocopy y chang luôn, đòi cái mũ ngắn ngắn tròn tròn cũng thích cái mũ đó,
bằng cái áo ba lỗ cũng thích cái đó, coi như là kết cái nhân vật này là cái món gì cũng theo hết trơn, hiểu không? Tức là hòa thượng ông làm cái gì là mình làm cái đó, đó là ngoài hình thức. Và trong tâm tưởng là ông giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, bữa nay cũng giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Ông niệm bốn, ngài niệm bốn chữ A Di Đà Phật, mình cũng bốn chữ A Di Đà Phật. Ngài không xây chùa, mình chỉ có cái tịnh thất bằng tôn, không xây nữa. Qua đây là nhất định không xây chùa. Hội trường thuê cái làm khỏe khỏi phải xin giấy phép, sướng vô cùng. Trời, cái tự do sung sướng vô cùng. Ngài không xuất gia cho ai, mình cũng không xuất gia cho ai. 150 chú thỉnh các vị hòa thượng xuất gia. Không quản tăng, bây giờ 500 người ở bên đó. Sáng hôm nay chuẩn bị ngưng lại công phu 4 giờ sáng cho đến 7 giờ. Các vị thức dậy sớm sớm bên đó, mở live trực tiếp trên cái app Vô Lượng Thọ, có một cái màn hình tự vi thiệt lớn. 500-700 người đó chuẩn bị bắt đầu nghe chúng tôi giảng. Khi thông báo cái họ thức dậy sớm, cái phòng hộ niệm là xuyên suốt 24/24. Trên cái niềm vui của chúng tôi mà được ngồi trên này, không có niềm vui gì bằng. Thật sự chúng tôi cảm ơn ban tổ chức vô vàn. Ban tổ chức đừng có ngại rằng kêu ít hay nhiều, hay lo lắng thầy ở bên Cali quá chừng đông, bên Việt Nam ví Quan Âm 70-80 ngàn người, sao thầy đây qua đây nó có le que, thầy có buồn không? No, không có buồn. Được giảng kinh ngồi trên này là nó vui vô cùng tận rồi. Mấy người nó cũng vui. Không, thật sự. Nãy có một chú có một chú ông đứng đây lúc hồi sáng đi vô, cái thầy để đôi dép thầy kêu xách giùm. Lúc ăn cơm ông lên ông kêu con thần tượng thầy dữ lắm mà sao tự nhiên thầy kêu con đi xách dép cho thầy. Con khoái lắm rồi đó. Không ngờ con lại đi xách dép cho thầy. Con nguyện nếu mà con được đi xách dép cho thầy là con chịu lắm ạ. Đâu đứng dậy cho mọi người quan hỷ thì hỷ ông Đức chút rồi. Nhìn cái tướng cũng bậm trợn lắm mà nghe kinh là chuyện không phải dễ nha. Đây là di ảnh của Hòa Thượng Tịnh Không. Khi vào thấy ngài bận cái y này, chúng tôi xin ngài có muốn đắp cái y này. Ngài kêu hảo hảo là tốt lắm, được ông đắp đi, thích. Tự nhiên nhìn Hòa Thượng chúng tôi thích. Và ngồi gần Hòa Thượng thôi, cái năng lượng từ của ngài hoan hỷ tỏa ra trong người mình, an vui vô cùng, không có một vọng niệm. Khi vô gặp ngài rồi thôi, an vui vô cùng, cái năng lượng niệm Phật của ngài nó tích trữ ở trong đó không biết bao nhiêu năm, đến cái là nó tỏa ra. Bây giờ 90, 91 tuổi mà đi khắp nơi trên thế giới, đi đến đâu một cái là các vị mà làm quan chức lớn, thủ tướng bên Nhật đi qua đảnh lễ hòa thượng. Cái đức của ngài khủng khiếp như vậy. Ngài nói rằng tôi không tu pháp môn tịnh độ thì tôi không có thể nào có một cái pháp duyên thù thắng như vậy. Nhờ cái pháp môn tịnh độ mà hôm nay tôi mới được như vậy. Chúng tôi cũng có cái suy nghĩ như vậy. Nếu mà tu một pháp môn gì khác thì không biết bao nhiêu năm chúng tôi mới có một cái niệm Phật đường, cái pháp hội tại tịnh thất Quan Âm, không biết bao nhiêu năm, cả cuộc đời không biết được hay không. Mà mình nương cái lực của Phật mà được một cái kết quả như thế. Giờ đây chúng tôi đi vào giảng kinh ha. Hồi sáng chúng tôi nói xung quanh cái vấn đề duyên khởi nhiều một chút, bây giờ bắt đầu chúng tôi vô giảng kinh. A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt hướng về tây, chắp tay đảnh lễ bạch rằng: con nay nguyện muốn thấy thế giới Cực Lạc A Di Đà Phật để cúng dường phụng sự trồng các thiện căn. Cúng dường
Cúng là cung phụng, dường là nuôi dưỡng. Muốn thấy Đức Phật A Di Đà để cúng dường bằng cái tâm chân thành cung kính của mình. Cái tâm chân thành cung kính là chắp tay xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đảnh lễ Phật. Đó là cái tâm chân thật cúng dường. Lắng nghe nè ngang. Mình đem tiền tài của cải vật chất đem đi cúng dường, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, làm bao nhiêu cái phước báu. Cái đó là lợi tha của cúng dường. Còn cái tự lợi của cúng dường mà Ngài A Nan muốn nói ở đây đó là chấp tay cung kính, đảnh lễ cúng dường. Lắng nghe cái câu này. Mỗi buổi sáng đối trước bàn Phật, chấp tay xưng niệm một danh hiệu A Di Đà Phật sau khi tụng 48 lời nguyện xong, hoặc là tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Nếu có thời gian 2 tiếng thì mình tụng nửa cuốn thôi, là 1 tiếng. Còn lại 1 tiếng là mình đảnh lễ cúng dường. Này mình học theo cái hạnh của Ngài A Nan nha. Có nhiều người nói tôi không có tiền cúng dường, tôi nghèo lắm. Có cái tâm cúng dường được không? Có cái tâm cúng dường như Ngài A Nan được không quý vị? Được. Đây là tâm chân thật cung kính cúng dường, công đức vô lượng vô biên. Hôm nay biết cách cúng dường rồi ha. Đó, A Nan nói nè, con muốn thấy Đức Phật A Di Đà để con cúng dường, nhưng mà mình chưa thấy Đức Phật A Di Đà, nhưng mà trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật nó chứa đựng vô lượng công đức trong đó. Mình chân thật mình xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật để mình cúng dường mười phương chư Phật, là bởi vì khi mình niệm một danh hiệu A Di Đà Phật như hồi nãy đó, thì mười phương chư Phật nghe mình niệm và cảm đến cái niệm của mình. Và gì nữa quý vị? Và nhiếp thọ gia trì cho mình. Và mình đem cái tâm chân thật cung kính để mình niệm danh hiệu Ngài, để mình cúng dường mười phương chư Phật và Đức Phật A Di Đà. Ngài A Nan đang cúng dường nè. Và cái cúng dường mà mình chân thật cung kính đảnh lễ cúng dường là cúng dường tự lợi tối thắng nhất. Còn cái người mà người ta thấp hơn mình, cho họ không phải là, không phải là cao hơn mình là tam bảo. Còn những người ngang mình, bằng mình, phước kém hơn mình gọi là bố thí. Nhưng Phật Pháp là mình nói là cúng dường. Ví dụ mình cho họ một cuốn kinh thì mình cũng kêu tôi đem pháp bảo đến cúng dường cho bạn. Hôm nay ban tổ chức bỏ tịnh tài ra, thuê cái hội trường, người cúng hoa, người cúng cái này, người cúng cái nọ. Đó là cúng dường để lo lắng cho chúng sanh tu, là phụng sự chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Mà cái cúng dường này là cúng dường của lợi tha. Còn cái cúng dường của Ngài A Nan là cúng dường của tự lợi. Hôm nay chúng tôi giảng chỗ này hơi sâu một chút. Như vậy hôm nay mỗi buổi sáng mình xin cúng dường Phật A Di Đà và cúng dường mười phương chư Phật bằng cách xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Buổi sáng mà mình niệm một mình niệm thầm là tốt nhất, không có ồn gia đình mình rất là khỏe. Đây là cái lối niệm mà năm 2013 chúng tôi tìm ra cái lối niệm này. Rất là khỏe, đi đâu niệm cũng được, không ồn ào ai. Ở nhà mình niệm một mình cũng được, thầm như vậy không có mệt. Và xưng niệm cái hơi ra cái tai mình vừa đủ nghe. Niệm hoài như vậy. Và Ngài A Nan cung kính bằng tâm chân thật cúng dường và trồng các thiện căn. Cái câu trồng các thiện căn này quan trọng. Khi thấy ánh quang minh của Phật A Di Đà là mắt của mình, mắt của Ngài A Nan có 1000, có 800 công đức. Miệng của Ngài A Nan xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật
là được 1.200 công đức. Ý tưởng của ngài A Nan nghĩ đến Đức Phật A Di Đà là được 1.200 công đức. Thân của ngài cung kính đảnh lễ là được 800 công đức. Và tai của ngài nghe lại danh hiệu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được 1.200 công đức. Cái căn tai của mình nó phát diệu ra, cái ý của mình nó phát diệu ra, đó là trồng các thiện căn. Quý vị lắng nghe, hàng ngày mình làm thui chột các thiện căn nè, hàng ngày mình thui chột nè. Ở bên Vancouver có một cái ông đó, cái lúc bình thời ông làm, ông để dành dụm tiền, về già ông sống tương đối khá nhiều, ông bớt ăn bớt mặc bớt xài, ông để dành dụm. Nhưng công bạn ông không có giữ tiền được, cho nên ông mang vô ông đưa casino giữ dùm. Biết không? Bình thường ông chất chứa tiền có, và về hưu ông cũng được tháng vậy là ngàn mấy. Nhưng mà không biết làm sao, tháng nào sạch sẽ tháng đó, cứ để đến con để ăn cơm ké. Vừa rồi qua Vancouver năm 2014 chơi, mà đến bây giờ vẫn còn chơi. Ông kêu thầy, làm sao thầy bắt con ma đánh bài trong tâm con ra thầy. Thầy kêu bây giờ bác chỉ có một con đường duy nhất là đi về Việt Nam vô phòng vãng sanh. Thầy hộ niệm cho ông vãng sanh chứ không còn con đường nào khác. Giờ ông ở đây là có con ma đánh bài đó, là không bao giờ nó tha ông, nó thành khói rồi. Ông kêu năm 2014 con hứa với thầy không, cuối cùng con nói thôi thầy về thầy đâu có biết gì đâu, chơi tiếp. Hứa thầy rồi nhưng mà tiếp tục chơi nữa. Thì cái lòng tham khi khởi lên muốn ăn tiền người khác là nó hết phước rồi, không cách nào mà ăn nổi đâu. Thầy kêu ông bây giờ ông muốn quánh bài thì ông vô KCZ chứ đừng casino. Bởi vì KCZ mà chơi nó có, nó dư. Còn casino là nó sạch sẽ, người ta đã nói no rồi mà vô chứ trong đó. Hiểu không? Người ta để là casino. Nên nếu mà nó đề KCZ đó thì ông vô ông quýnh ăn đó. Casino là bảo đảm thua. Nó đã đề cái tên nó vậy rồi mà. Chắc chút nữa chúng tôi mời hai anh chị mời hai anh chị mà coi như chủ tiệm nail mà vô casino nó sạch sẽ, sạch sành sanh luôn, mà quýnh bài không còn một đồng cắt nào nữa hết trơn, cuối cùng rút cái thẻ credit card ra quýnh tiếp, quýnh tới bến luôn, coi như là vợ chồng coi như là xung đột ly dị, chuẩn bị ly dị rồi, hôm nay có mặt ở đây nè. Xong rồi cuối cùng sao quý vị biết không, nghe đĩa chúng tôi cái bắt đầu gì, thay đổi cả cuộc đời. Bữa nay an vui vô cùng, hôm trước bay qua San Jose năm ngoái á, tham dự pháp hội bên đó. Bữa nay hai vợ chồng vô đây mà ông chồng ông cảm ông nằm người đó, vô tới đây mà cũng không vô hội trường được, cảm nằm người đó nè. Tội nghiệp, đi lên tới đây rồi đó mà vô không được á, đang cảm nằm người đó. Mà hai vợ chồng thay đổi cả cuộc đời, nghe thuyết pháp của chúng tôi thay đổi cả cuộc đời, chuẩn bị ly dị rồi đó. Quýnh bài coi như là sạch sành sanh luôn, khủng khiếp như vậy. Cho nên chúng tôi thấy rằng mình đang xài phước chứ không biết cúng dường. Quý vị nghĩ kỹ lại thôi, coi mình đem cái củ mình sẵn có, nội tài và ngoại tài đó. Hôm nay thì chúng tôi không có ngoại tài, chỉ có nội tài, là đem cái tâm chân thật của mình đến đây giảng pháp, gọi là cúng dường cho các vị Bồ Tát nội tài. Còn các Phật tử trong ban tổ chức gọi là cúng dường ngoại tài, đúng không? Cúng dường không điều kiện thì cái phước này nó lớn vô cùng. Hai bên phối hợp với nhau, quý vị có ngoại tài, quý vị thuê cái hội trường thỉnh một vị pháp sư đến đây thuyết pháp, cũng như Đức Phật còn tại thế, một vị trưởng giả để thỉnh Đức Phật đến để thuyết pháp, thì cái công đức của những phú trưởng giả này vô lượng vô biên. Bởi vì Phật có công đức rất là lớn, còn chúng tôi thì chưa có công đức nhiều, nhưng mà chúng tôi nói cái công đức này là công đức Phật hiệu, công đức bộ kinh Vô Lượng Thọ, nó rất là thù thắng để cho các hành giả liên hữu tịnh độ về để tu tập.
thì cái công đức của ban tổ chức thù thắng vô cùng. Nếu chúng tôi không có lập ra cái pháp hội chỉ một mình niệm Phật, không có đề xướng pháp môn Tịnh Độ, không có giới thiệu cho mọi người, thì Tịnh Thất Quan Âm bây giờ chỉ có vài bà già, cái mái tôn che ọt ẹp. Biết ọt ẹp không? Rách nát. Cái đầu tiên của Tịnh Thất Quan Âm là che cái mái tôn dừng bạc, cái tượng cốt không có đâu. Chỉ lấy cái hộp đèn, cái hộp đèn là cái vải loại này nè, in ra ba cái tranh, in ra một tranh tượng Di Đà để thờ thôi. Không có tiền để mua nổi làm cái bàn thờ, lấy mấy cây sắt ba vuông nhỏ nhỏ đó đó, hàn lại rồi lấy bạc căng ra làm cái bàn thờ. Vậy mà niệm riết bây giờ thành Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Mạ Vàng, gia đình cô Phật tử Như Phước, Như Thảo, Oregon phát tâm cúng dường 60.000, 1 tỷ 2, thỉnh 4 vị về đời đó. Niệm từ Phật bạc thành Phật, Phật cái tấm bạc mà niệm triết lên thành Phật, cố Phật vàng quý vị ơi. Ngộ thiệt nha. Chúng ta thấy màu nhiệm rõ ràng. Mà không phải mình xin xỏ gì mà tự nhiên cái duyên nó đến. Quý vị biết cái duyên gì nó đến ngộ? Đi qua bên Đà Lạt năm 2011 Hoàng Pháp, có cái anh chàng đó đó, anh phát tâm anh cúng dường, nhưng mà anh không có tiền, anh cúng dường nợ là anh mua Phật ở Arizona của bà sư tu á, mang gửi về cúng dường cho chúng tôi. Thì bà sư tu này bà đồng ý cho trả góp, mua Phật mà trả góp như trả nhà vậy đó. Thì cuối cùng bà đồng ý cho trả góp, đưa trước, ví dụ 60.000 đưa trước khoảng 15.000 và trả góp từ từ. Mà bà này bà cũng không biết làm sao, mới lần đầu bà cho xong cái vợ chứng lên bà kêu thôi tôi trả ông 15.000 đó, có người muốn thỉnh trả ốp, tôi không đủ tiền cho ông trả góp nữa đâu. Ông buồn quá chừng luôn. Tự nhiên cái ông gọi, ông nói ra anh Thành Khổng, cho anh Thành Khổng gọi cho cô Như Thủy. Cô Như Thủy 4 năm chị em á, trả tiền phụ vô 15.000, anh kia có rồi, trả thêm 45.000 nữa. Cái thỉnh 4 cái tượng Di Đà thôi đẹp hết biết luôn. Một tượng Di Đà, tượng Quan Âm, mà thật ra Di Đà mà họ đưa lộn Thích Ca. Bởi vì Di Đà thì trên cái đỉnh này màu đỏ đỏ này, mà sao họ lấy lộn cái trên đỉnh đầu là Thích Ca. Cho nên chúng tôi mới thấy được cái công đức niệm Phật nó thay đổi cảnh giới lạ kỳ. Thôi lại thay đổi cảnh giới, thực sự thay đổi cảnh giới. Ngài A Nan trồng các thiện căn là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thấy Đức Phật A Di Đà. Còn mình trồng các thiện căn bằng cách nào? Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thấy chân dung của Đức Phật A Di Đà, thấy tượng cốt của Phật A Di Đà, chứ mình chưa đủ cái khả năng để mình thấy trực tiếp Đức Phật A Di Đà. Vì sao? Vì do mình nước chưa trong cho nên trăng chưa hiện. Đúng không? Chứ không phải do Phật A Di Đà. Tâm mình chưa thanh tịnh cho nên Phật chưa hiện. Chưa thanh tịnh thì niệm miết rồi nó sẽ thanh tịnh. Niệm bằng cách nào? Đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm vào đại tiểu tiện, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Niệm làm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Ấn Quang tu vậy đó. Một câu Phật hiệu thôi, niệm ra tiếng đàng hoàng, trong niệm trong tâm nha. Đừng có bất niệm tự niệm, ví dụ này không đảm bảo giảng sanh đâu ạ. Quý vị dùng cái ý căn mà quý vị niệm, mà không có lấy cái miệng để mà niệm như Ấn Tổ nói, từ tâm thốt, từ tâm khởi lên, thốt ra miệng, lọt vào tai. Lắng nghe cho kỹ Ấn Tổ nói này nghe. Từ tâm khởi lên câu Phật hiệu A-di-đà Phật, thốt ra miệng, lọt vào tai, cứ như vậy mà làm, thầm thầm thì hoặc niệm ra tiếng. Nếu mình bận đi công việc làm ăn thì mình cứ đi làm ăn, ngoài công việc quay lại câu Phật hiệu. Một đời này thôi thành công. Đó là cái lối tu của Ấn Tổ rất đơn giản.
Cho nên chúng tôi qua bên Trung Quốc tới cái chỗ Phổ Đà Sơn. Mà khi đi qua Phổ Đà Sơn là phải có một chiếc thuyền nó chở mình đi qua tới bờ bên kia, qua biển, vượt biển. Tới cái đảo đó chỉ có 33 ngôi chùa thôi. Có cái chùa của Ngài Ấm Quang bên đó. Mà cái chùa này lúc trước là một cái am tranh nhỏ. Ngày trước chỉ có 20 bà cụ, 20 người già niệm Phật. Ngài không có chứa người trẻ trẻ còn làm ăn. Bây giờ vô vài bữa họ cũng đi về, họ còn lo làm ăn đó mà. Họ chưa buông xuống bản duyên. Cho nên Ngài không có chứa. Ngài không có nuôi mấy người mà còn đi làm ăn. Ngài cũng không có thời gian mở pháp hội nữa. Ngài chỉ nuôi đúng 20 người, đạo tràng không quá 20 người. Ở trong đó họ chân thật, họ niệm Phật, họ vãng sanh hết 20 người. Và bây giờ còn lại cái chùa lớn quá hết cỡ luôn, quá lớn luôn. Sau cái chùa này có một cái thất của Ngài. Và cái thất của Ngài chỉ còn lại một bộ y, một bình bát, 32 cái răng nguyên vẹn còn yên nguyên. Và có một cái có còn một cuốn kinh Vô Lượng Thọ với 4 chữ A Di Đà Phật. Như vậy thôi, không có nhiều. Và Ngài ở trong đó chân thật niệm Phật với 20 người đó. Thế mà làm tổ thứ 13, không nhận người xuất gia. Và Ngài không đi giảng ở đâu luôn, ở trên núi niệm Phật thôi. Cái cảnh này chúng tôi thích lắm. Khi qua bên Mỹ thì tự nhiên trong thâm tâm mơ ước một ngày nào gần đây đủ nhân duyên Phật A Di Đà gia trì, không phan duyên sinh sỏ, mượn mỏ kêu gọi. Nếu mình phát cái nguyện này mà mình đủ cái nhân duyên phước đức và cảm được Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà sẽ lo. Vì mình có cái tâm nguyện muốn đưa người về cực lạc, tâm nguyện mình chân thật cảm với Phật thì Phật sẽ sai sứ giả đến làm, không phải lo. Quý vị đồng ý chúng tôi chuyện này không ạ? Chắc chắn như vậy. Còn mình chưa thanh tịnh, chưa đủ phước duyên thì mình không có đủ phước duyên, mình chưa làm được, cứ để đó không phan duyên. Tâm nguyện có một cái nhà bình thường yên ổn, 5-3 cụ, mười mấy, không quá 20 người như Ngài Ấm Quang. Phát cái tâm lo các cụ đó, chân thật niệm Phật ở tại tỉnh Thất Quan Âm là được rồi đó. Đủ nhân duyên rồi đó. Từ 5 bà già cho đến 800 bà, bữa nay còn lại 350 cụ đó, với 150 chú lo cho 130 cụ đó. Một cái đạo tràng pháp hội. Về quý vị tối nay quý vị kéo cái app xuống hoặc vô trong web vôlượngthọ.vn là thấy người ta đang tu trong đó đó. Giờ họ đang ngồi nghe giảng. Và có một cái phòng hộ niệm ở dưới khu chiêm tu thì có 24 bà cụ với 24 chú. Khiến sao không biết, mấy chú chạy trẻ vô nấu cơm cho mấy bà già ăn niệm Phật. Mấy bà già phải sướng ghê ta. Bà đủ cái phước duyên sướng thiệt ta. Ở khu chiên tu là đúng như lý như pháp, không giữ tiền giữ bạc, không đi ra ngoài, không có tiếp gia đình luôn. Ở trong đó là cắt đứt vạn duyên luôn. Bệnh hoạn chúng tôi lo hết. Nếu mà còn bệnh đi bệnh viện chữa được chúng tôi phải cho đi. Còn bệnh viện mà không chữa được là mang vô phòng vãng sanh thôi. Nhớ ở trong này nếu mà bác sĩ chê là đi tìm thầy Nhàn nha. Thầy Nhàn với Phật A Di Đà không có chê. Bệnh gì cũng phải giúp cho vãng sanh được hết. Càng ung thư càng tốt. Nếu ung thư thì càng tốt, khỏi phải suy nghĩ chữa chạy nữa. Vô đó cái A Di Đà Phật là đi thôi. Giống như cái cô hồi hôm qua đó, cái bụng sơ gan cổ trướng bự như vậy nè, vô nằm niệm lạ nghe, ở nhà thiệt là lâu đi á. Còn quyến luyến gia đình biết sao mà lâu đi, thiệt là lâu đi á. Vậy mà vô phòng hộ niệm không biết sao có một tuần đi à. Bởi vì cái công đức niệm Phật nó giải nghiệp gì. Còn ở nhà đó là nó không có giải được. Bởi vì đâu có ai mà niệm 24/24 được.
ra đi mà gia đình mừng vui vẻ, không có lời than oan khóc lóc gì hết. Thiệt là cái đám Phật này bầu nhiệm chứ không phải đám ma. Đám ma tức là khóc lóc rồi đó mà, gọi là sợ khóc lóc nghĩa là gia đình mình đi theo ma mà, theo ông bà mà. Còn nếu mình niệm Phật cho họ ra đi là họ theo Phật quý vị à? Họ theo Phật. Trong các căn lành, trong khi ngài đảnh lễ, chợt thấy Đức Phật A Di Đà dung nhan quảng đại. Cái cảm giác mà mình thấy được Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nhớ nghe, cái thấy Đức Phật A Di Đà này cũng nguy lắm ạ. Nguy là sao? Có nhiều người người ta mong quá đi, mong muốn thấy Phật quá đi, mà mình chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tâm mình chưa thanh tịnh như ngài A Nan, thì ma giả Phật khác chứ không phải Phật A Di Đà. Ma lại không có thể giả Phật A Di Đà được rồi. Cái cô Quảng Phước, sư cô Quảng Phước bị ung thư đại tràng, cổ lên trên phòng hộ niệm gọi là mở hàng phần giảng sanh đó quý vị. Mà công nhận cô này cũng niệm xuất sắc đến nỗi mà các vị hương linh ông Nghiêm Giác với các hương linh nhập vô mà cổ vẫn niệm Phật được quý vị. Thường khi mà một người mà bị nhập rồi, chúng tôi biết á, là cái tâm của họ bị mê liền, coi như là không biết gì liền. Vừa rồi ở bên North Carolina, ở bên thiền viện Minh Đăng Quang, có cái cô đó, cô phá cái thai nhi, cái đứa nhỏ đó nó theo cổ cũng nhiều năm lắm, mà cổ vì hoàn cảnh cho nên phá cái thai nhi, nó theo suốt luôn. Cái đĩa này khủng khiếp thiệt. Khi chúng tôi vừa giảng xong một cái nó ngã, cổ ngã lăn ra cái bắt đầu cổ khóc quá chừng, cái cổ lên cái chỗ bàn giảng chúng tôi, cổ mới nói hết. Nói đã rồi khát nước, cổ cầm, cổ vừa xin mình kêu ừ một cái, bưng cái ly nước uống vô, thả ly xuống cầm cái chai ực luôn. Khát quá rồi, khát nước quá rồi, xưa nay lâu nay không được uống nước luôn, không có nước mà uống luôn. Và kêu hôm nay thầy quy y cho con, nhưng mà con thích có cái chữ tí trong đó. Thầy kêu trời ơi, mình đã quy y theo Phật rồi buông hết chứ làm gì còn chữ tí trong đó nữa. Thầy kêu thôi giờ thầy đặt diệu âm Minh Tí được không? Kêu được, vui quá chừng luôn. Kêu còn ai không? Bữa nay quá trời đông luôn thầy ơi, đầy hết trơn, đông quá chừng luôn. Có mấy đứa nhỏ nó nhúc nhúc nó bò kìa, nó khóc kìa, vui quá nhảy tưng tưng. Nón chặt xong cái ngã lăn ra, xuất ra. Thì mình thấy rằng là cái cảnh giới mà khi con người mất, nó còn cái tâm thức, nó qua cái thân gọi là thân trung ấm. Trung là trung gian giữa cái thân này với cái thân sau, gọi là trung ấm thân. Thân sâu là thân súc sanh hoặc thân người đi, thân này cũng là thân người, thì nó trung gian, chưa đi đầu thai, chưa đi tái sanh gì hết, gọi là thân trung ấm. Mà cái thân trung ấm này đó, tùy theo cái phước hiện tại đây này, nếu cái phước hiện tại, cái phước nghiệp còn, thì nó thay đổi cảnh giới rất là tốt. Còn nếu mà mình hưởng hết phước của cái đời này rồi đó, thì thân trung ấm thảm thương đó. Thí dụ giờ quý vị đang sống như vậy mà mình không biết cái nhân quả, mình hưởng hết cái tuổi thọ mình 60-70 đi, thì cái thọ mạng mình nó kiệt quệ, nó không có, đời này không có tích lũy. Đời trước có tích lũy thì nó đang hưởng đời này nè. Như bà cụ hồi nãy nói 85 tuổi đi, bà không biết niệm Phật, bà không biết ăn chay, bà cụ không biết tu hành, mình không có biết cái thọ mạng của mình đời sau ra sao, mà mình đang hưởng cái thọ mạng của đời trước, thì cái đời này mình mất thì cái thọ mạng mình nó chỉ được có 7 tuần lễ thôi. Thì mình chui vô bụng mẹ lại, mình phải vào đúng cái người đó, vào đúng cái đối tượng đó, vào đúng cái hoàn cảnh của gia đình đó, nó phải giết mình trong 7 tuần lễ. Quý vị tin điều này không? Chúng tôi tin. Không phải là hên xui may rủi, mà cái nghiệp nó phải chiêu cảm vào đúng cái thời điểm đó, đúng cái con người đó, và thọ mạng mình đến đó phải hết. Đến bây giờ mình vẫn chưa biết.
thọ mạng mình là bao, vì mình không có tích lũy, mình không có thần thông, mình không có túc bản thông, mình không biết được. Cứ sống phay phay như mọi người, ai sống sao mình sống vậy. Nhưng mình đang xài cái thọ mạng, mình đang ăn mặn, mình đang tạo nghiệp để đoản thọ, đời sau là nguy. Chúng tôi dám chắc với quý vị, đời trước quý vị có tích lũy thọ mạng, cho nên đời này quý vị còn ngồi đây. Trong đời này quý vị chưa tích lũy thọ mạng nhiều, niệm Phật cũng không bao nhiêu. Dầu biết rằng câu A Di Đà Phật là vô lượng thọ, phóng sanh cũng chưa bao nhiêu, tích đức cũng chưa bao nhiêu, mà xài cái phước thọ mạng nhiều, xài phung phí, đang xài cái thọ mạng trong đời này, qua một ngày, một tháng, một năm là đang xài, đang đi lầm đến cõi chết, và tiếp tục gây nghiệp gián tiếp sát sanh, nó mâu hết vô cùng. Quý vị lắng nghe nè nha. Cái con người mình trong cõi này ra đi, hầu như là hết thọ mạng rồi mới đi. Khi hết thọ mạng, nó khiến quý vị chết đủ kiểu. Chúng tôi ngồi nghiệm lại rất nhiều chúng sanh trong cái cõi này, 90% hết thọ mạng mới đi. Khi hết thọ mạng thì đời sau của quý vị nguy kịch vô cùng. Không hiểu sao bữa nay chúng tôi mới nói điều này chính xác lắm. Con người chưa hết thọ mạng thì họ đi như thế nào quý vị? Họ biết ngày giờ họ đi. Vì sao họ biết ngày giờ họ đi? Vì họ niệm câu Phật hiệu, họ thừa cái thọ mạng. Ngài Hải Hiền biết ngày giờ đi, Ngài Lý Bỉnh Nam biết ngày giờ đi, bà Hàn Quán Trưởng hộ pháp cho Hòa Thượng biết ngày giờ đi. Vô số người niệm Phật thừa thọ mạng mà biết ngày giờ đi. Còn quý vị không biết ngày giờ đi mà chết đủ kiểu, chết xe, chết đạn, chết nước, chết củ quỳnh tử, bệnh hoạn mà chết là thọ mạng quý vị hết. Đời sau quý vị đừng nói làm người nhé. Cái này chúng tôi nói chân thật, lưu xuất từ cái tâm chân thật. Lắng nghe nha. Như vậy hôm nay mình biết rằng thọ mạng của mình hết, xài trong đời này không còn nữa, cho nên nó bệnh, nó chết, nó đủ kiểu để nó chết, nó báo hiệu những cái căn bệnh để nó chết, là hết thọ mạng trong đời này. Đời sau quý vị kiếm được thọ mạng không phải dễ. Mang cái thân trong ấm này mà biết phóng sanh là cái chuyện không có. Người ta giúp cho mình, thân nhân giúp cho mình 7 phần chỉ được 1 phần thôi. Cái hương linh mà mang cái thai nhi bên chùa thiền viện Minh Đăng Quang, má con làm quá chừng phước mà con không hưởng được thầy à. Vì tâm con nó không có được thanh tịnh để con vui, để con hưởng cái điều mà má con làm. Thử sự thực là nó nói cái câu này. Cái gì hương linh này nói câu này: bây giờ con không có quần áo bận nè, con đang lạnh quá nè, thầy cho con quần áo đi. Ồ, giờ thầy cho con cách sao? Thầy nói thầy cho đi cái là có à. Bởi vì cái phước của thầy giảng kinh đồ lớn lắm, thầy nói cho đi, thầy nói cho đi, con lạnh quá nè. Cái tự nhiên thầy cứ cho 2 bộ đồ lam đi nghe. Nên cái ồ có rồi. Quý vị biết họ sống bằng tâm tưởng không? Họ sống bằng trong tư tưởng. Khi họ vui á, rồi họ tưởng cái nó ra. Chúng tôi nói thôi, vậy thầy cho 2 bộ đồ lam đó nghe. Ô vui quá, thầy cho con đồ, không có đồ rồi thầy. Đây là trường hợp lần thứ hai gặp, lần thứ nhất ở bên bến Bạch Đằng. Không phải đứa con nít mà ông già. Sao đời này họ xài hết phước trơn luôn, sạch sẽ, không biết bố thí cúng dường, không biết tích lũy thọ mạng, họ chết một cách đau bệnh rồi họ chết. Rồi cuối cùng gì? Rồi cuối cùng phước báu không có, mà lại không có quần áo bận luôn. Tội vô cùng, tội nghiệp vô cùng luôn. Ăn cũng không được, cúng thí thực mà họ không ăn được luôn.
Vì cái tâm họ quá là khổ đau cho nên họ không có vui để mà họ ăn luôn. Không hiểu sao hôm nay cái pháp hội này chúng tôi nói ra được điều này. Rất là uổng tiếc cho những người ở đây không được đến nghe. Quá là uổng luôn. Họ không biết điều này đâu. Họ ngồi đây họ niệm Phật từ hồi sáng đến bây giờ, cái tâm họ xe vô định rồi bắt đầu họ mới cảm được, chứ không phải dễ nghe. Họ đâu có biết rằng là khi mình thọ mạng hết đời sau mình kiếm khó vô cùng. Nếu mà mình là một thai nhi 7 ngày hoặc giả là 7 tháng mình bị chết, hoặc là mình được 1-2 năm sau mình chết, thì thời gian đời sau mình làm gì có được giống như thời gian này để mình tích lũy. Nguy chứ không phải đơn giản. Không hiểu sao bữa nay chúng tôi nói được điều này. Chắc là nhiều Phật tử trên thế giới họ đang vô online trực tiếp. Hồi nãy có anh Khanh, bạn của anh Tony ở bên North Carolina, anh đang ngồi làm nail, anh mở điện thoại, anh nói quá tuyệt, quá tuyệt. Ngồi làm nail mà cũng nghe thầy giảng được hết cỡ rồi. Mà anh năn nỉ vợ gần như anh muốn đi qua đây dữ lắm. Ngang 2011 cũng có, 2014 cũng có, mà năm đợt này anh đi không được. Chúng tôi kéo cái app vô lượng thọ xuống, bây giờ ngồi tại tiệm nail nghe. Bây giờ ông đang cười khúc khích mình đó. Cho nên Đức Phật A Di Đà mới nói là khi chúng sanh nào giàu là gà, vịt, heo, chó mà niệm danh hiệu ta mà giảng sanh được thì về nước ta là vô lượng thọ liền, chứ không phải cõi này. Cái cõi này là nó hữu thọ, là có hạn lượng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có thể dùng thần lực Ngài kéo thọ mạng của Ngài kéo dài đến 800 tuổi như ông Bành Tổ là chuyện bình thường. Nhưng Ngài chỉ gì? 80 tuổi Ngài ra đi. Ngài cảnh báo với chúng sanh là thọ mạng của mình chỉ có 80 tuổi hoặc 100 tuổi trở lại thôi. Cái lúc Đức Phật ra đời là thọ mạng của Ngài, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là thọ mạng của người 100 tuổi. Và cứ 1.000 năm nó giảm 10 tuổi. Đến bây giờ 3.000 năm là giảm 70 tuổi rồi. Giảm còn lại 70 tuổi thôi. Giảm 30 tuổi, 3.000 năm giảm 30 tuổi, 1.000 năm giảm 10 tuổi. Còn 9.000 năm mạt pháp thì kiếp mình đang kiếp giảm này, nó giảm lần xuống, còn lại 10 tuổi là hết 6.000 năm nữa. 70 tuổi giảm 60 năm là 6.000 năm, còn lại 10 tuổi là tận cùng của tuổi thọ 10 tuổi. Họ sống á, khoảng 10 tuổi họ chết, 10 tuổi họ chết. Còn bữa nay mình nhìn thấy cái khoảng thời gian của mình là 60, 70 có, 85 có, lác đác nó cộng trừ nhân chia. Nó cộng trừ nhân chia trở lại thì gần như là thất thập cõi lai hy. Và thần định không nói như vậy. Nhưng mà 6.000 năm nữa thì con người chỉ còn 10 tuổi đẻ ra, 10 tuổi chết, đẻ ra, 10 tuổi chết. Bắt đầu kiếp giảm. Tuy rằng trong cái 70 năm này đó thì cái cộng nghiệp chung nó là như thế, nhưng cái biệt nghiệp có những người mới ra mới nằm trong bụng mẹ 1-2 tuần lễ, 1-2 tháng, hoặc sanh ra 1-2 tuổi chết, hoặc 5-10 tuổi chết. Cái biệt nghiệp của mỗi người sai biệt cũng có trong này, chứ không phải ai cũng 70 hết, đúng không ạ? Thì như vậy hôm nay cộng trừ nhân chia cái tuổi đến thời điểm này thì gọi rằng là cách Phật 3.000 năm là mình giảm 30 tuổi, còn 70 tuổi. Nhưng một số người không tới, do cái biệt nghiệp họ sát sanh nặng quá cho nên thọ mạng nó ngắn lắm. Thì 6.000 năm nữa những người chỉ còn 10 tuổi thôi, nó trừ 60 năm. Rồi còn 3.000 năm mạt pháp thì mình được 30 tuổi nữa là 40 tuổi. Và cứ 1.000 năm lên 10 tuổi, 1.000 năm lên 10 tuổi, lên cho đến 84.000 tuổi thì Bồ Tát Di Lặc mới ra đời. Quý vị đợi nổi không? Lâu quá à. Thôi giờ đời này về cực lạc cho nó xong cho rồi. Hả? Đà. Thì như vậy hôm nay mình biết mình đang trong cái kiếp giảm. Mà nãy giờ chúng tự nhiên sao trong tâm chúng tôi xuất hiện ra một cái điều là con người 90% họ xài hết thọ mạng, cho nên cái điềm họ ra đi mình thấy là họ bệnh hoạn, họ tai nạn. Quý vị nhìn chung thấy không? Có người nào mà biết ngày giờ đi không? Có mà hiếm quá. Vì sao họ biết ngày giờ đi là thọ mạng họ còn mà họ ra đi?
Còn cái người mà hết thọ mạng nó khiến bệnh hoạn đau ốm tai nạn đến với họ, cho nên họ mới ra đi. Mình bây giờ mình cũng chưa biết mình khi nào hết, xài hết thọ mạng rồi ra đi, hay là dư thọ mạng ra đi, là do chúng ta quyết định. Bây giờ ai trong này muốn dư thọ mạng mà ra đi, giơ tay lên coi. Vậy thì mình phải làm gì? Niệm rai rai, niệm tà tà, niệm sơ sơ, mà làm gì dư nổi? Hả? Bây giờ nè, ai trong này ăn chay trường giơ tay lên. Còn mấy người không ăn chay làm sao đây? Mấy người không ăn chay trường là mình chưa có chỉ ác, và mình đang làm cho thọ mạng mình ngắn. Quý vị tin hay không tin là cái chuyện của quý vị, nhưng đây vẫn là hiển hiện chân lý. Cái nguy kịch mà hôm nay chúng tôi nói mà thọ mạng của mình hết, cho nên nó chết đủ kiểu bệnh hoạn 90%, coi chừng mình lọt trong đó. Còn 10% là họ biết tu hành, họ tích lũy thọ mạng, họ ra đi mà dư thọ mạng, cứ như dư vốn. Còn mình ra đi là thôi sạch sành sanh, không còn miếng vốn nữa trơn, mà nó lại âm phước mà dư tội nó mới chết chứ. Hả? Cái biểu hiện của con người thọ mạng hết, nhìn biết, cái tâm của họ câu có, nhăn nhó, bực bội, tức tối, làm cái gì cũng không thành. Tâm tưởng họ lúc nào cũng buồn bực, không an vui. Sức sống trong tâm linh, trong tâm lý họ không còn nữa. Cái trạng thái này là cái trạng thái lúc nào biết không? Từ 1 tuổi đến 12 tuổi, thọ mạng ngắn lắm, 30 tuổi là hết. Cho nên biểu hiện từ 1 tuổi bắt đầu sanh ra là tinh thần buồn phiền, không an vui. Nó biểu hiện cho cái tâm của mình không còn phước thọ mạng. Cho nên cái ông mà coi bói, ông thìn, ông nói chúng tôi 30 tuổi hết đời, nhưng mà khiến không biết sao quay vô chùa tu. Chắc là cái phước đời trước mình còn tu hay sao mà quay vô chùa tu á. Bây giờ thọ mạng nó lên 45 tuổi mà ngồi đây chưa chết. Mà chúng tôi nghĩ phóng sanh ở Việt Nam là chúng tôi phóng sanh không biết bao nhiêu tấn cá, mà cá bên đó nó rẻ mà nó ngon vô cùng quý vị ơi. Cứ 100 triệu 5.000 đô là 6-7 tấn, chúng tôi thả không biết bao nhiêu. Cộng lại mấy cái con cá mà đáng lẽ nó chết mà bây giờ nó được thả, chắc chúng tôi cũng được 100 tuổi dư thọ mạng dữ lắm ạ. Cho nên bây giờ mình ngồi mình tính toán lại cho kỹ. Tích lũy thọ mạng, tích lũy công đức, đời sống của vị thay đổi, vật chất cảnh giới thay đổi. Chúng tôi tin tưởng điều này. Khi ngài A Nan thấy Đức Phật A Di Đà dung nhan quảng đại, nghĩa là cái hình thân tướng của Đức Phật A Di Đà tuyệt đẹp, đẹp vô cùng. Và có những người, người ta thấy Đức Phật A Di Đà mà không phải Đức Phật A Di Đà. Nhưng nãy chúng tôi kể sư cô Quảng Phước mà cổ ngồi cổ niệm Phật mà hương linh nhập vào rồi mà cổ vẫn niệm Phật được. Khi xuất ra rồi hỏi cô Quảng Phước, hồi nãy giờ cô làm gì? Kêu con niệm Phật mà. Kêu con niệm Phật, hồi nãy giờ có người vô nói cô biết không? Kêu cảm giác là biết họ nhưng mà mình vẫn cứ niệm Phật. Cô Quảng Phước ạ. Và có một lúc cô đang niệm Phật, mới có thiếp vào giấc ngủ, mới có thiếp vào cho chưa ngủ, thì thấy cái tượng Phật không phải là Di Đà, mà lúc nhỏ, lúc lớn, lúc ẩn, lúc hiện. Ô Phật đến rồi. Cô vừa đi ra khỏi cái thân, cái tâm cô vừa ra khỏi cái thân, cái tượng Phật đó không phải là Phật nữa. Bởi vì họ không có đủ cái phước báu để họ giả cho lâu quá, cái nó chuyển qua cái thân tướng gì khác. Cái cô nghe con niệm Phật, cô vô lại, cô nói thầy, hồi nãy con thấy tượng Phật A Di Đà lúc nhỏ lúc lớn mà con đang nghi ngờ không biết có phải Phật hay không. Thế con nghe tiếng niệm Phật con vô lại, con ngược vô lại xong cái con thấy họ đâu mất. Nó kêu là nhờ cái niệm Phật của đại chúng
nhờ cái đức niệm Phật của đại chúng cho nên cô tỉnh ra, chứ còn không cô đi theo họ mất rồi. Cô đi ra họ dắt cô đi mất rồi. Thì khi mà mình thấy như vậy mà mình nghi, không biết có phải là Phật hay không, thì cái tâm nghi này là không phải, không bao giờ là phải Phật hết cả. Vì khi tâm mình thanh tịnh mà tương ưng một cái là tự nhiên Phật xuất hiện. Như ngài A Nan đảnh lễ cái là Phật xuất hiện dung nhan nguyên nguyên, và tâm mình với tâm Phật tương đồng với nhau thì Phật xuất hiện ra đó, thì mình không còn một chút nghi ngờ là đúng. Bởi vì còn tâm nghi ngờ là tâm vẫn đục, thì chưa khi nào thấy Phật được. Cũng như nước đục không thể thấy trăng hiện, đúng không? Nguyên lý nó như vậy. Mà khi ngài A Nan tâm của ngài trong lặng như như nước trong, thanh tịnh cho nên Phật hiện. Nhớ này nghe, khi một con người đó thấy được Phật, thấy được ánh quang minh của Phật, thì trần cấu tội của họ tiêu. Muốn thấy được như vậy phải tạo một cái nhân niệm Phật, đến một cái lúc nào đó nó đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên rồi mình thấy. Thấy cái đó là cái quả nó hiện rất là bình thường, vì tâm mình phải thanh tịnh tương ưng với tâm Phật mình mới thấy được Phật. Cái chỗ này khó giảng lắm. Quý vị ngồi đây quý vị chịu nghe không phải là dễ, vì có một số các thầy tu thiền không chấp nhận điều này. Bệnh thiền tâm họ nói sao? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, phùng Phật sát Phật, mà phùng ma sát ma. Phùng là gặp, sát là giết. Thiền họ đi bằng con đường chân không. Họ đi bằng con đường chân không nghĩa là khởi lên một niệm nghĩ Phật, họ cũng diệt trừ, gọi là gặp Phật giết Phật. Khởi lên một niệm vọng tưởng, họ cũng diệt trừ, gặp ma giết ma. Họ để cho cái tâm thanh tịnh trở về với thể tánh, họ đi bằng con đường chân không, họ đi bằng con đường lý tánh. Còn người tu tịnh độ đi bằng con đường diệu hữu, từ sự mà vào và từ cái tướng mà vào tánh. Diệu hữu là câu A Di Đà Phật là diệu hữu, bộ kinh Vô Lượng Thọ là diệu hữu, cảnh giới cực lạc là diệu hữu. Họ đi từ cái diệu hữu này mà vào chân không. Đi con đường này an toàn hơn, có Phật lực gia trì yên tâm. Con đường mà bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật của tổ Bồ Đề Đạt Ma không dễ đi quý vị à. Chỉ có ngài Huệ Khả kia kìa mới đủ bản lãnh, chặt một cánh tay máu đỏ lơi láng mới đi vào được. Mình không đủ khả năng đi vào. Vì vậy mình chỉ đi bằng con đường từ sự mà vào lý, từ tướng mà vào tánh. Sự đó là câu Phật hiệu, sự đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ, sự đó là mình đảnh lễ Phật, tướng đó là đảnh lễ Phật. Và về cảnh giới cực lạc, để đến Tây Phương cực lạc thấy Phật A Di Đà ngộ vô sanh, lúc đó nhập vào tánh. Đạt sự thì thấu lý thấu tánh an toàn hơn. Để thấu lý thấu tánh rồi mới đạt sự bằng con đường chân không của thiền tông khó vô cùng. Chúng tôi lựa tìm kỹ lắm rồi. Cuối cùng cứ chân thật niệm câu Phật hiệu A Di Đà là chắc như bắp rang, an tâm. Thời đại hôm nay quý vị tìm các vị giảng sư giảng cái chỗ này hơi khó. Bởi vì họ nghĩ cái căn cơ quý vị chỉ chu tu nhân thừa thôi, vô làm phước thôi, nói về tâm lý đạo đức thôi, nói cái chuyện nhân thừa thôi, cùng lắm là thiên thừa về cõi trời tu 10 điều thiện, không dám nói cái pháp Phật thừa này cho quý vị tu. Chúng tôi bảo đảm. Vì sao vậy? Bởi vì họ không có học với một vị thầy thâm giáo sư. Thân giáo sư đó là chỉ cho mình cái con đường Phật thừa, là niệm Phật để làm Phật. Vì tâm mình là Phật rồi nhưng chưa làm Phật được, bây giờ mình phải niệm Phật mình mới làm Phật được. Họ không dám chỉ con đường này, mà bản thân họ cũng không dám làm. Họ nói làm gì mà có một đời này bản sanh Tây Phương cực lạc.
Người ta ba đại A Tăng kỳ kiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kìa, mà ngài còn phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, mình là cái thế gì mà mình kêu một đời là Phật? Họ chưa hiểu được cái bản nguyện siêu thắng bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà. Một đời này nghĩa là mình không có bước sang đời thứ hai, nãy chúng tôi nói đó, về tới Tây Phương làm Phật. Ở trong này có một số người nghe nó chưa vô bị hơi ngơ ngác rằng mình không có cái cửa đi về cực lạc đó. Nhưng nên nhớ nè, nếu bây giờ mình không niệm Phật để vãng sanh được, nhưng đời sau của mình đó, thì mình thừa cái thọ mạng, vì đời này mình có tích lũy thọ mạng bằng công đức niệm Phật, bằng công đức ăn chay, bằng công đức phóng sanh, thì đời sau nó thừa cái thọ mạng, nó thừa cái phước báu, nhưng chưa đủ về cực lạc, nó vẫn được cái kết quả tốt là sanh vào nhà tôn quý, các căn đầy đủ, sanh phùng Trung Quốc, và tuổi thọ của mình được dài theo như trong một cái cuộc địa. Và trong ta bà này 70 tuổi thì mình sống 70 hoặc hơn 70, ra đi nhẹ nhàng, không phải chết đột tử hoặc cửu quỳnh tử, chết vì đạn, vì nước, vì động đất vân vân, nhiều thứ xảy ra. Như vậy hôm nay mình biết rằng là cái pháp môn tịnh độ này mình tu từ phương pháp bằng sự đi vào lý dễ vô cùng. Lúc trước chúng tôi cũng lên thiền viện Trúc Lâm ngồi 2 tiếng đồng hồ, mà mấy năm trời nó mới đi vô định được 2 tiếng. Bạch với Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng nói cái đây chỉ là cái chớp sáng của đêm 30 thôi, lâu lâu nó chớp một chút thôi, mà nó sáng như trăng rồng là không biết khi nào nữa quý vị, không biết bao nhiêu đời. Mà khi nó dấn vào một căn bệnh đau bao tử một cái là thôi, xính rính chịu không nổi, bức. Chẳng lẽ người ta cứ ngồi thiền miết ở thiền viện Trúc Lâm, mình lại gì? Mình lại nằm ở nhà, nó kỳ quá, cuối cùng phải ra đi khỏi thiền viện. Năm 1993-94 khoảng đó, chúng tôi lên Đà Lạt năm 92, đến 2015 rời khỏi nước Việt Nam là 20 mấy năm trời ở tại đó. Và đau bệnh chịu không nổi, ra khỏi thiền viện đi lang thang, xách theo cái bình thuốc bắc, đi đâu cũng nấu thuốc uống hết. Khi cái thọ mạng nó gần hết rồi, nhìn thấy nó thê thảm. Lúc đó chưa tới 30 tuổi, nó thê thảm quá gì, đi đâu cũng xách bình thuốc. Cái đó nó biểu hiện gần hết thọ mạng rồi đó. Là khi mà phước báu nó không có rồi, nó phiền não, nó đủ chuyện buồn bực phiền não, làm việc gì cũng không thành công, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cái tâm ích kỷ cũng xuất hiện, so đo bạn bè mình, giờ học tiến sĩ học này học nọ rồi mình sao bệnh hoạn như vậy, nó tự trách mình, rồi nó phiền não đủ thứ hết trơn. Biểu hiện của thọ mạng gần hết là bắt đầu nó như vậy đó. Cái khiến gặp một vị thầy, ông chỉ Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, niệm mình niệm bằng trong tâm, giữ cái danh hiệu trong tâm nó khó vô cùng. Niệm 3 năm như vậy mới thay đổi được cái cảnh giới, về tỉnh Thất Quan Âm có miếng đất, bắt đầu cắm dùi ở đó. 7 năm sau, từ năm 2000 đến 2007 mới gặp Hòa Thượng Tịnh Không, bắt đầu cuộc đời nó mới lên hương. Cuộc đời lên hương này nó không có gì hết trơn, chỉ nuôi mấy bà già mà nó lên hương giống có gì hết trơn. Niệm Phật chung với mấy bà già trầu mà nó lên hương quý vị. Thay đổi cảnh giới. 2007 là nó thê thảm lắm rồi đó. Mà qua 30 tuổi là cái bước ngặt của cuộc đời, bước qua cái bước ngoặt của cuộc đời. Nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng cứ chân thật tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật A Di Đà, chân thật đi, 3 năm thay đổi. Đúng, 2007 đến 2010 thay đổi quý vị ơi. Thay đổi rõ ràng. Mà 3 năm đây là kiên trì ở ngay, quyết liệt á, không đi đâu á, chủ nhật nào cũng giảng luôn, chân thật niệm Phật với các cụ, sáng nào cũng giảng, mấy bà cụ cũng đè ra giảng, mà mấy bà cụ giảng vui lắm, bà không có hỏi han, bà không có thắc mắc gì hết trơn, cứ đè ra giảng miết thôi, giảng miết là lên tay nghề. công nhận cảm ơn mấy bà già thường trụ ở tỉnh Thất Quan Âm, nhờ mấy bà mà mình coi như là có cái chỗ để mà mình gọi là luyện công để giảng đó mà. Giảng riết từ từ mà cái cảnh giới nó lên, niệm Phật nó riết mà từ từ cảnh giới nó lên.
tụng kinh Vô Lượng Thọ, mà lúc đó thì nghĩ rằng là chỉ có in 10.000 cuốn thôi. Cái cô đó cô in 31.000 thì gọi là 10.000 cuốn là 350 triệu, 10.000 cuốn là nghĩ nhiều đó thôi chứ không thể nào in hơn được hết. Sau rồi mà không biết sao mà cứ in 10.000 rồi 10.000 cả 100.000 rồi 1 triệu cuốn, 2, 3 triệu cuốn. Cuốn Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng cuốn Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng Đức Niệm với lại ông Minh Chánh ấy, mà ông dịch ra rồi thôi in biết bao nhiêu mà kể ở Việt Nam, in biết bao nhiêu mà kể. Nhưng một số các thầy không đồng quan điểm là tụng một kinh Vô Lượng Thọ mà phát sanh trí tuệ mà vãng sanh. Phải tụng nhiều kinh, chứ tụng một cuốn như vậy là không khai mở trí huệ. Hiện tại cũng có một thầy mới nói đó, mà giảng về Tịnh Độ, mở Phật Thất đồ lớn lắm, mà kêu là tôi không đồng ý tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ mà khai mở trí huệ. Tôi không đồng ý mà tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ mà có thể gọi rằng là vãng sanh được. Phải tụng nhiều kinh nó mới khai mở trí huệ được. Cái đó là cái lý luận và cái nói của vị thầy hiểu biết trên mặt kiến thức rất cạn cợt. Nhưng riêng Hòa Thượng Tịnh Không nói, quý vị cứ nghe lời tôi đi. Tụng một cuốn này 3 năm, một ngày 3 cuốn là 1.000 lần quý vị khai mở trí huệ. Cái cảnh giới hàng ngày quý vị tụng á, nó hiển bày trong tâm quý vị, đó là cảnh giới cực lạc. Sáng nào cũng khi con thành Phật tụng 48 lời nguyện, cứ việc tụng như vậy đi, thành công. Đó là cái lối dạy của Ấn Tổ truyền thừa xuống ngài Lý Bỉnh Nam, gọi là sư thừa, là một cái lối dạy mà một kinh thông là tất cả kinh thông. Đơn giản gọn gàng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ này một đời này hoằng truyền. Giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, niệm một câu Phật hiệu có kết quả. 3 năm trường tại Tịnh Thất Quan Âm, thay đổi cảnh giới, con người, cuộc sống, vân vân, mọi thứ thay đổi. Nhà quý vị cũng sẽ thay đổi được, chắc chắn như vậy ha. Sắc tướng đo nghiêm như tòa núi vàng rồng, cao vượt khỏi hết thảy các thế giới. Lại nghe Như Lai trong 10 phương thế giới xưng dương tán thán công đức của Phật A-di-đà một cách vô ngại vô đoạn. Tức là 10 phương chư Phật tán thán Đức Phật A-di-đà vô cùng. Bởi vì mình chưa thấy Đức Phật A-di-đà cho nên mình mới chưa thấy 10 phương chư Phật tán thán Đức Phật A-di-đà. Khi ngài A Nan thấy Đức Phật A Di Đà, thấy quang minh của Phật A Di Đà, thì trong ánh quang minh của Phật A Di Đà có vô số Phật trong đó và vô số Bồ Tát đang tán thán Đức Phật A Di Đà. Nếu người nào niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thường xuyên là đang tán thán Đức Phật A Di Đà, thì 10 phương chư Phật tán thán lại quý vị. Lắng nghe hả? Mình giới thiệu cảnh giới cực lạc, mình giảng kinh Vô Lượng Thọ là đang tán thán Đức Phật đệ nhất, thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, củ phẩm độ chúng sanh, oai đức vô cùng cực, ngã kim đại quý y. Tán thán cảnh giới, tán thán danh hiệu, tán thán 48 lời nguyện, giới thiệu người vãng sanh, công đức của quý vị nó vượt trội một cách lạ kỳ. Chúng tôi nói chân thật luôn, không ai bì kịp quý vị đâu. Tán thán Đức Phật đệ nhất, giới thiệu cho chúng sanh về cảnh giới Đức Phật đệ nhất, công đức của cái gì nó vượt trội, không ai bì kịp, vượt một cách lạ kỳ. Tâm tưởng cái gì, sự nó thành cái đó. Tưởng một cái pháp hội như vậy không phải dễ đâu. Quý vị biết tưởng làm một cái điều thiện dễ lắm hả? Tưởng làm một điều thiện khó lắm. Nghiệp chướng bên trong nó cản đường, nội ma ngoại ma nó công kích, nó phá chịu không nổi. Một người tới đây ngồi trong pháp hội này tưởng dễ lắm hả? Không phải dễ đâu. Mình còn oan gia trái chủ đầy kia kìa, người sống oan gia trái chủ, người chết oan gia trái chủ đầy kia kìa, mà kêu mình đến đây ngồi trong một pháp hội như lý như pháp thanh tịnh để mình niệm Phật tu hành, không phải dễ. Chúng ta không phải đề cao cái pháp hội này quá đáng đâu. Chúng tôi đi làm đến hôm nay là 27 cái pháp hội, không phải là ban tổ chức nào cũng làm được đâu nghe. Không phải dễ gì làm một cái pháp hội đâu. Quý vị ra bán vé
gây quỹ đại nhạc hội kêu ca sĩ đến dễ lắm. Bây giờ chúng sanh mà hưởng ứng cái đó nó nhiều vô cùng, dễ vô cùng, tìm 20-30 ngàn dễ vô cùng. Mà ngồi tại đây nghe giảng kinh, niệm Phật, tụng kinh để tích lũy công đức, cái chuyện này nó không phải là dễ. Chúng tôi không phải cao ngạo hoặc giả rằng là có cái tâm tự mãn đâu. Từ 2014 đến bây giờ, có thầy nào đến đây tổ chức 2 ngày chuyên tu niệm Phật, không đại nhạc hội, không quyên góp, không gây quỹ, chân thật giảng pháp niệm Phật, công phu tu hành với quý vị có không? Có không? Không. Nói như vậy không phải chúng tôi tài giỏi, nhưng mà nhờ bước theo cái chân của lão ân sư Thường Tịnh Hạ Không, cứ chân thật giảng kinh đi con, cứ chân thật tụng kinh đi con, cứ chân thật giới thiệu cảnh giới cực lạc đi con, rồi con không đủ, không thiếu gì hết, Phật A Di Đà lo hết cho con. Chúng tôi tin, tin lắm. Cho nên tìm được bao nhiêu con người này mà ngồi đây giảng kinh. Quý vị biết mỗi lần chúng tôi nghe những vị khác ở tiểu bang khác, hai mẹ con của cái cô hồi nãy cũng đến, trong lòng có xúc động vô cùng. Con ở tiểu bang khác, con đến đây con ngủ khách sạn, con đợi 2 ngày, con mong chờ từng ngày từng giờ, con chắc mót con gom góp mấy năm nay được 8.000 đô, con cúng dường cho thầy để mà về thầy làm Phật sự, phóng sanh in kinh. 2.000 là thiên tăng, 1.000 là cúng đó, cũng nói là 1.000 con cúng dường cho Tam Bảo thế kia thế nọ. Có cầm mà con khóc, con mừng vô cùng. Tiền ăn sáng của con, tiền đi shopping của con, tiền con dành dụm từng cắt từng đồng. Con không có giàu đâu, nhà con bữa nay vẫn thuê ở ột ẹp thôi. Tưởng đưa ra là mất à? Không có mất. Vì sao vậy? Đang tích phước. Đúng không quý vị? Tự động bằng tấm lòng chân thật họ cúng, không một lời kêu gọi năn nỉ. Cho nên chúng tôi muốn nói với quý vị là khi mà họ đến họ cúng dường cho Tam Bảo, chúng tôi là tăng đại diện cho Tam Bảo nhận. Đã vui rồi mà họ không phải cúng rồi họ đi về, mà họ cúng mà họ ở đây họ niệm Phật, họ nghe pháp, họ tụng kinh 2 ngày, cái công đức này nó lớn hơn tiền nữa. Chúng tôi muốn đầu tư cho họ cái công đức này nữa. Còn cái tiền mình làm đó là cái phước hữu lậu, có nhiêu làm nhiêu, nên bỏ ống, nên tích lũy. Như vậy hôm nay mình nghe giảng kinh, mình tụng kinh, mình niệm Phật là mình đang tán thán Đức Phật A Di Đà đệ nhất. Và mình nhận Đức Phật A Di Đà đệ nhất là cha của mình. Mà cha thì mình là người con phải về quê hương của cha. Quê hương của cha mình là quê hương ở đâu? Tây phương cực lạc. Con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu. Con theo cha Di Đà về quê hương tuyệt vời. Tuyệt vời. Cha mẹ mình sinh ra cái thân này chỉ một đời này thôi. Còn Phật A Di Đà cho mình cái pháp môn niệm Phật để mình sanh trở lại, gọi rằng là mình trở lại với con người chân thật, đó là pháp thân huệ mạng, là con người chân thật. Lắng nghe cho kỹ này nha, chỗ này nó hơi sâu một chút á. Cái con người của mình đang mang cái thân này, nó không phải là con người chân thật của mình, nó là cái bóng của chân thật. Quý vị biết sóng của nước không? Chỗ này hơi sâu nha, phải nín thở mới nghe được ạ. Sóng không phải là nước, nó là một cái duyên do gió nó làm cái nước này thành sóng. Nhưng gió và sóng lặng, nó trở về mặt biển nước bình yên,
cái thân này là sống, không phải là nước. Nước là thể tánh pháp thân huệ mạng chân thật, mình chưa sống lại được với nó, chỉ sống bằng cái bóng. Lắng nghe nè, vô định sâu lắm mới giảng được chỗ này á nghe. Mình đang đi ngoài trời buổi chiều 3 giờ 4 giờ, mặt trời phía bên này nó rọi qua cái thân của mình, thấy cái bóng trước không? Mặt trời sau lưng á, thấy cái bóng trước không? Cái bóng đó không phải là cái thân đúng không? Mà mình chạy, mình đi tìm cái bóng, chạy hoài, cứ càng chạy cái bóng càng đi tới, chạy cùng đường mạt lộ rồi cũng không bắt được cái bóng. Dung dưỡng chấp trước cái thân này để đeo đuổi nó một đời. Khi nó bệnh thì phải uống thuốc, khi nó đói phải cho nó ăn, chạy theo đó. Khi nó khát phải cho nó uống. Dĩ nhiên định luật cái đó phải làm, nhưng người biết tu người ta làm rất là tuyệt. Mày đói tao cho mày ăn rau, không cho mày ăn thịt. Mày chịu nổi không? Mà không chịu nổi tao cho mày chết. Mình phải gan dạ với nó trong cái chạy theo nó nữa đó. Mày đòi ăn thịt hả? No, không cho nó ăn. Là mình không chạy theo cái bóng đúng không? Chạy theo cái bóng là lo cho nó đó. Mày đòi ăn cá hả? Không cho mày ăn, mày ăn rau được không? Nhiều lúc chúng tôi hay không phải hành hạ nó quá mà hay hay cầm len nó một chút. Mày bây giờ mày còn ngủ hả? 1-2 giờ rồi mày còn ngủ hả? Thức dậy. Nó ngồi dậy xong cái bắt đầu nó lừ đừ, nó ngã xuống. Ngồi dậy, nó dựng dậy. Coi như là cũng mệt mỏi với nó lắm. Mày đi quýnh bài hả? Tao không cho mày đi. Mà muốn có cái khí phách này thì con người của mình phải gặp người cao nhân có khí phách. Còn con người của mình gặp kẻ tiểu nhân, phước báu cạn mỏng, con người không cái khí phách này. Đúng không? Không có khí phách này. Không hiểu sao mà con người chúng tôi có khí phách này. Vì sao con người chúng tôi có khí phách này? Phải chăng có phải nung đúc từ những cái lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không chăng? Đúng. Nếu mà không có nung đúc từ cái lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thì bây giờ chắc cũng không thể giảng kinh mà ngồi đây, cũng chạy theo cái kiểu mà trong thời đại chùa này xây lớn, chùa kia lớn hơn, chùa này có tượng lớn, chùa kia tượng lớn hơn, chùa này kinh doanh cái này cái nọ, mình cũng bắt chước chạy theo, không có khí phách như Hòa Thượng Tịnh Không. Chạy theo phong trào, xây cất kiên cố, đấu tranh kiên cố. Phật quyền ký chứ không phải chúng tôi chỉ trích. Có nhiều người lý luận một cái địa phương đó không có chùa sao người ta tới tu. Ở sao không thấy tu, thấy nhạc hội không nhỉ? Phương tiện xây chùa tu mà sao không thấy tu vậy nhỉ? Chết trong cái phương tiện này luôn. Đã tu rồi, nhà tranh cũng tu, nhà tôn cũng tu, nhà bạc cũng tu. Tu đi rồi tự nhiên cảm ứng Phật đến gia trì. Còn không có, mày thiếu phước, mày phải tu. Không có lăng nhăng lệnh nhện phan duyên. Cho nên cái thân này là cái thân giả huyễn mà nó chạy theo cái bóng. Mà Phật A-di-đà cho mình trở lại cái pháp thân huệ mạng bằng một cái pháp môn, đó là câu A-mi-thụ-phụ, là A-di-đà Phật. Mình không nhận, làm kẻ cùng tử, đi lang thang, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đủ thứ. Trong khi đó là quần áo, cả gì, cả tủ rồi vẫn thiếu. Ăn bao nhiêu năm nay thịt chúng sanh rồi, bây giờ vẫn thèm, vẫn thấy thiếu. Tạo nghiệp ghê không? Vì sao có những đứa trẻ nó mới sanh ra, nó ăn thịt cái là nó ẹ ra, nó mửa, nó chịu không nổi. Còn vì sao đến bây giờ mình vẫn còn ăn được, mình thèm? Đó là nghiệp báo. Nghiệp nó báo mình đó. Nó báo cho mình không trở về con người chân thật,
để nó chạy theo cái bóng, rồi cuối cùng mình theo cái bóng này rồi mình khổ, chết với nó. Hồi nãy giờ quý vị nghe nó có những cái đạo lý nó sâu thẳm trong này, dễ hiểu phải không? Rất dễ hiểu luôn. Điều mình không chịu làm thôi. Nhưng từ từ nghe đi, nghe từ từ cái bắt đầu nó chấp nhận một cách vô điều kiện cho coi. Tối nay về bắt tay lên trán suy nghĩ, quyết tâm sáng mai không ăn mặn nữa. Cái ông chồng ông kêu em mà em quyết định dội dữ vậy em, từ từ rồi chứ, từ từ anh ăn chay rồi em ăn luôn. Cuối cùng cái bà suy nghĩ ăn chay hay ăn mặn đây, nghe thầy nhàn nói vậy bây giờ ăn chay hay ăn mặn đây. Anh cái nể ông chồng quá, ông chồng mua tô bún bò về sáng mai quất vô cái miệng nó phù lên như nè. Ăn tô bún bò cái miệng tự nhiên nó phù lên, cái miệng nó phù lên. Thì cuối cùng cái gọi điện hỏi thầy nhàn, mới hôm qua thầy giảng con nghe là con sợ quá rồi con không dám ăn mặn. Thầy kêu ăn mặn là đoản thọ, ăn mặn là ăn thịt cha mẹ, ăn mặn tức là mình dung dưỡng cái thân này để cho nó quên đi cái pháp thân huệ mạng. Bây giờ cái pháp thân huệ mạng nó phải là từ cái lòng từ nó đi vào, nó mới trở về lại. Còn cái này sát sanh ăn thịt chúng sanh đi ngược lại với cái pháp thân huệ mạng rồi. Con nghe vậy rồi, nhưng mà cuối cùng con nghe nể ông chồng của con ăn vô mà không biết sao cái miệng con nó phù lên vậy thầy. Thầy kêu chắc là cái nghiệp con nó đến lúc nó phù chứ đâu phải trước giờ ăn đâu sao đâu. Giờ khiến sao không biết, thầy nói sáng ngày mai ăn vô nó mốt về ăn nó phù 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 hết cho nó. Cái kiểu này chắc đi mang vốn thầy chết quá. Mỗi người có mỗi cái nghiệp duyên ha. Giảng chỗ này là khó giảng lắm á ngang. Có một số người họ không chấp nhận. Họ nói sao mọi người cũng ăn mặn sống sờ sờ chứ làm gì đâu mà thầy nói dữ hả? Cái chuyện nó chưa đến mà sao thầy hù dọa chúng sanh dữ thầy? Không hù dọa đâu quý vị. Chúng tôi thấy cái cảnh mà cũng như là nằm trong phòng vãng sanh mà ngáp ngáp mà đau đớn. Nó ung thư quai hàm, xong nó ung thư đủ thứ hết trơn quý vị. Ở phòng hội niệm bây giờ còn 10 ca ung thư đó. Mới hồi hôm qua khai thị 1 ca rồi bây giờ tự nhiên đi 1 ca nữa mới mang ra nữa đó. Đi liền liền quý vị ơi. Ngộ vậy ngàn. Mỗi lần mà chúng tôi nhìn về tỉnh thất Quan Âm khai thị là nhìn người ta là nghĩ đến mình liền. Rồi không biết nay mai mình ra đi nè. Hôm nay mà quý vị nghe được cái đạo lý này, nó quý báu vô cùng quý vị ơi. Thật sự mà nói, hình như quý vị khoái khoái thích thích nghe mới ngồi đây phải không? Chứ không là chứ không hồi nãy giờ cái lén lén đi ra cái đi về hết trơn hả nghe. Bỏ thầy bơ vơ nghe. Như Lai mười phương tán thán, chư Phật mười phương tán thán Đức Phật A Di Đà. Vì sao mười phương chư Phật tán thán Đức Phật A Di Đà? Lắng nghe nè, tập trung lắng nghe nha. Đức Phật A Di Đà có cái nguyện thứ 17 là khi con thành Phật, mười phương chúng sanh không tán thán cảnh giới của con, không tán thán cái 48 lời nguyện của con, không tán thán danh hiệu của con, và không tán thán cái đức tướng của con, thề con không thành ngôi chánh giác. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật là nhập vào đại định Hoa Nghiêm, trong khi nói kinh Hoa Nghiêm có tán thán Đức Phật A Di Đà. Đó là phẩm mà 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng chúng sanh về Cực Lạc, mà ông Nguyện Mật Thâm lấy vào làm trong tứ kinh Tịnh Độ. Bất cứ một vị Phật nào thành Phật ở một quốc độ tha phương nào đều phải tán thán Đức Phật A Di Đà. Đó là do bản nguyện siêu thắng bất khả tư nghì, là nguyện thứ 17 của Đức Phật A Di Đà. Nhưng hôm nay quý vị tán thán bằng cách kêu con của mình niệm, cho tiền nó để nó niệm, rồi mình súng lại kêu người ta niệm, thấy người ta ngáp ngáp bệnh hoạn gần ra đi tới niệm cho họ. Đó là mình đang giúp cho họ tiêu nghiệp, đang tán thán công đức Phật hiệu. Công đức quý vị lớn vô cùng. Hồi xưa giờ mình kêu là nhà đã ăn ở có đức, tích đức cho nên thừa của cải, thừa thọ mạng, đúng không? Mà không biết ngõ nào tích đức hết trơn. Bây giờ mình hiểu rõ ra là câu A Di Đà Phật là vô lượng công đức. Vậy mình không có thời gian mình niệm,
không có thời gian công phu, qua đây thôi, tối mặt tắt đèn, sáng mở mắt là thấy Bill, chứ không có thấy ai vậy Đà Phật được. Thôi Bill bọng đủ thứ, bên này công nhận đủ thứ Bill hết trơn. Bên Việt Nam mấy chú lấy xe chở rác, bên này đâu biết chỗ nào đổ đâu, tính tiền rác, đủ thứ Bill bọng hết trơn. Tối mặt tắt đèn, thế mà mình biết gói ghém khéo léo. Ở bên này mình biết gói ghém khéo léo, dành thời gian mình tu tập thì rất là nhanh, vì cái phước báu của mình nó có nâng cao cảnh giới trong đó, không có khổ quá, không đủ ăn, không đủ mặc. Như vậy hôm nay mình đang tán thán Đức Phật A Di Đà, đang tán thán cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đang tán thán cái công đức danh hiệu của Phật A Di Đà cho bao nhiêu con người này nghe, bao nhiêu người này nghe tùy hỷ, toàn thế giới họ nghe, xong rồi lấy cái đĩa này phát lại cho mọi người nghe. Công đức của mình thù, công đức của mình thù thắng vô cùng. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói pháp thí thắng mọi thí, công đức bố thí pháp là thù thắng vô cùng. Nhưng đừng có giá cả trong đó, làm ra một cái đĩa này đừng có ghi là cái giá 3.000, 5.000 tiền Việt Nam bán, không, đừng bán. Cái tiền lời đó đó, so với mình đem mình tặng người ta, cái công đức nó phản hồi. Mà cái công đức mà mình đem cái đĩa tặng cho người ta để nó phản hồi, nó gấp 100.000 lần cái tiền lời, và nó kết duyên với chúng sanh đến với mình rất là nhanh. Quý vị biết khi mình đến đây mình tổ chức, bao nhiêu con người ngồi đây không phải là dễ đâu. Có nhiều vị đến tại San Jose 150.000 người, nghe nói là Phật tử đông, bữa đó đi có 120, chưa tới 100 luôn. Phước báu của thầy đó không đủ, không có tiếng tâm, không ai biết đến, chưa tới 100 luôn. Vì sao vậy? Vì đến đó để gây quỹ, mà mình trong bạn không có tài, cho nên bữa đó chúng sanh nó bận, nó đi không được. Còn hôm nay mình đến đây, mình gây cái quỹ công đức, giảng kinh, niệm Phật, tụng kinh, chúng sanh nào đến với mình là mình được cái lời công đức. Một người có công đức một phần, trăm người có công đức trăm phần. Và toàn thế giới đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ Trực Tuyến TV toàn cầu, là mình đang bố thí pháp cho họ. Công đức này lớn lắm, thù thắng lắm, không có cái gì đổi bằng đâu quý vị. Cho nên chúng tôi ngồi đây chúng tôi sung sướng vô cùng, an vui vô cùng khi giảng được một cái lời thuyết pháp trong kinh của Phật. Bây giờ tìm người giảng kinh khó quá. Hôm nay Tịnh Thất Quan Âm 150, trong đó có 5-6 thầy, rồi 100-mấy chú. Vậy mà có 15 người giảng kinh, ngày nào cũng giảng kinh, giảng Ấn Quang tại Tịnh Thất Quan Âm. Cứ bên này là 7:30 sáng, bên đó là 6:30 tối. Bên này là 7:30 tối, bên đó là 6:30 sáng bắt đầu. Quý thầy quý chú 4 giờ tu rồi bắt đầu, đến 6:30 bắt đầu giảng đó, đến 7:15. Ngày nào cũng có người giảng kinh trong đó. Mấy chú bữa nay cũng khá lắm rồi đó, giảng cũng lên tay nghề dữ lắm rồi đó. Chúng tôi vui vô cùng quý vị ơi. Đào tạo một cái lớp này, họ giảng kinh được, họ nói câu Phật hiệu được. Bây giờ các chú các thầy đang ngồi nghe bên đó đó. Bây giờ là 4:30 bên đó, mà 4 giờ bắt đầu lên công phu thì bên đây đang nghe giảng. Quý vị biết là một người thầy giáo mà dạy một học trò, họ chân thật vâng lời, họ làm theo các kết quả, mình mừng vô cùng quý vị ơi. Ở ngoài đời thôi, khi một học trò thôi mà họ đậu được đại học, họ ra cái bằng bác sĩ, họ đến họ cảm ơn một vị thầy đó, là thầy đó mừng dữ lắm rồi. Còn hôm nay mình dạy một người học trò, và mình khuyến khích một người học trò đó, họ chân thật họ niệm, cái công đức họ lên các tăng trưởng bao nhiêu thì cái công đức của mình lên bấy nhiêu, nó tỷ lệ thuận, nó đi theo. Mà họ vãng sanh về Cực Lạc nữa thì tuyệt. Và chúng tôi còn nửa tiếng nữa chúng tôi giảng cái đoạn kinh này ha. A Nan bạch ngôn, bỉ Phật tình sắc đắc vị tần hữu, ngã diệt nguyện nhạo sanh ư bỉ độ, Thế Tôn cáo ngôn, kỳ trung sanh giả dĩ tần thân cận, vô lượng chư Phật thực
bổn nhữ dục sanh bỉ, ưng đương nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Đó là nguyên văn của Hán văn. Bây giờ giảng nguyên văn của Việt, đọc lại viên Việt văn. A Nan bạch rằng cõi tịnh của Đức Phật ấy, là Đức Phật A Di Đà đó, thật là chưa từng có. Con cũng muốn thích sanh về cõi ấy. Ngà A Nan thấy cõi Tây Phương Cực Lạc, nhớ nha, Đức Phật A Di Đà xuất hiện thì nó biến cái cảnh này thành cảnh cực lạc. Nãy giờ quý vị thấy chúng tôi đang nhìn qua, thấy một vị đang ngồi trên xe lăn tai biến mà vẫn còn lắng nghe cái tội nghiệp. Mình hôm nay mình còn lành như vậy là một cái phước báu lớn lắm. Nên ăn chay đi, để tích lũy tiếp tục cái thọ mạng. Cái này chúng ta nói chân thành. Đến như vậy rồi mệt mỏi lắm, nhiều lúc muốn chết mà chết không được. Sống không được, chết không sống. Nếu mà họ nghe câu Phật hiệu, họ nghe giảng kinh, họ chịu niệm Phật, tốt biết mấy. Sao một con người bình thường về tự nhiên nó đơ vậy ta? Không phải bỗng không, không phải xui đâu, nó có nguyên nhân của nó mà. Quý vị mà đi nghe những vị mà giảng kinh vậy mà quý vị nghe lọt tai được, quý vị hành trì là thôi, công đức thù thắng, nghiệp chướng quý vị thay đổi, gọi là thay đổi cảnh giới. A Nan bạch rằng cõi tịnh của Đức Phật ấy là Phật A Di Đà thật là trang nghiêm chưa từng có, con nguyện cũng thích sanh về cõi ấy. Đức Thế Tôn bảo người sanh trong cõi ấy đã từng thân cận vô lượng chư Phật trồng các cõi lành, ông muốn sanh trong cõi đó thì hãy nên nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Đức Phật A Di Đà nói chuyện lại cho ngài A Nan và ngài A Nan phát nguyện bản sanh. Vừa rồi chúng tôi nghe một vị thầy này, thường là chúng tôi không dám nói tên, cũng học tiến sĩ vậy là đó, tần số bỏ đi ra rồi và không bao giờ đến đâu. Ở tại Oregon đó quý vị, một cái pháp hội mà có cái ông đó, ông đứng, ông không cho Phật tử vô. Ông nói rằng ông Tịnh Không Pháp Sư với ông Giác Nhàn truyền đạo mê tín, làm gì có Tây Phương Cực Lạc, làm gì có Đức Phật A Di Đà, mà vô nghe ông nói khan vậy. Niệm A Di Đà Phật có lợi ích gì đâu, có té vàng té bạc đâu, đi ra vũ neo có tiền chứ vô đã làm thứ gì. Lô Thơ Mơ còn tốn tiền, ông vận động xây chùa nữa, mà Phật tử người ta tới rồi người ta thấy ông như ông khùng, mà đã là khùng thôi chấp chi nữa. Ông đứng ông nói đã nắng khô nước miếng, mệt mỏi rồi gì tự động đi về. Cho nên cái thời đại hôm nay người ta phá mình nhiều lắm, người ta chê bai chỉ trích mình nhiều lắm, tán thán không có. Một cái lễ viếng Quan Âm 80.000 người tổ chức ở tại Đại Tùng Lâm, khắp nơi trên thế giới, toàn thể các nước. Vì sao chúng tôi biết 80.000 người, 80.000 đĩa mà họ vô cổng chùa Đại Tùng Lâm là đưa phát hết 80.000 đĩa, mà nó còn số lượng người đậu dọc xe suốt cái quốc lộ đường đi Vũng Tàu. Vậy mà không có ai tán thán, im ru, không ai nói hết. Chỉ có một chút xíu cái chuyện truyền tọa của Thiện Quang tạm ngưng trụ trì, khắp thế giới biết. Lý do gì vậy? Cái người xấu nó nhiều hơn người tốt, nó thích nghe cái chuyện xấu hơn thôi. Họ thích truyền bá cái chuyện xấu, còn cái chuyện tốt họ không thích. Còn ở cảnh giới cực lạc là họ tán thán, họ khen ngợi người đó mới đi cúng dường Phật về. Còn mình ở đây đi cúng dường chùa khác về là coi chừng, đừng có nói, cúng là phải im. Ngộ vậy ta. Sao cái cảnh giới này có nhiều lúc không phải mình chán chường, mà mình nhìn thấy có cảm giác sao mình ê chề quá vậy ta. Con cùng một dòng họ thích là thích Giác Nhàn, thích này thích nọ, mà cuối cùng chê ba nhau. Hôm bữa cũng có ông chú, ông ở bên Houston, ông ghé vô cái chùa đó, ông kêu con chuẩn bị về Việt Nam,
vị thầy đó nói về việc nam làm gì. Kêu nghe thầy dắt nhàn nuôi mấy trăm bà già, con làm bác sĩ đông y, con giờ con chăm cứu chữa bệnh mấy bà già. Cái trời ơi, đi giờ chùa nào chứ giờ chùa ông thầy nhàn là ông thầy lụ đạn. Anh này nó quen, ông này ông qua bên này lâu rồi, ông không biết ông lụ đạn là gì. Ủa thầy nhàn mới nổ lụ đạn hả? Tức là cái ông Phật, cái chú Phật tử này đó, ông nghe vị thầy đó nói ông thầy dắt nhàn, ông thầy lụ đạn. Thì cái chú khoa này ông tưởng thầy mới bị nổ lỗ đạn, ông kêu ông thầy này nổ lỗ đạn con sao không? Cái ông thầy đó ông kêu ông thầy dắt nhàn lỗ đạn, ông thầy mất dịch. Hỏi ông thầy mất dịch là sao? Ông kêu ông thầy cà chớn. Hỏi ông thầy cà chớn là sao? Bây giờ qua đây nó không quen mấy cái từ đó. Coi như là đại khái là cuối cùng là nói ông thầy này không tốt. Thì tự nhiên anh này anh có học thức mà, bác sĩ mà, cái anh hiểu liền. Thì cái anh chàng này anh kêu để anh về tới nơi anh xem thì ra sao. Anh mang kim châm thuốc đồ đạc. Con người bên này hình như họ chăm thật quá vậy. Từ nhỏ họ sống bên này đó, họ không gặp những cái đối tượng mà gọi rằng nói xấu người khác á. Họ cứ chăm thật đi học đi hành, rồi họ chỉ giúp đời. Họ không có gặp cái đối tượng mà coi như là nói xấu, ngồi lê bà tám bà chín nói trời ơi đất khởi, không có gặp. Họ kêu để họ về có phải vậy không? Họ về họ ăn cơm không thấy tính tiền, ngủ không thấy tính tiền, vô phòng hộ niệm họ niệm suốt. Một người bỏ khi vào phòng vãng sanh, gia đình bỏ lo luôn cho đến lúc ra đi mang đi thiêu, không có một đồng cũng không sao. Sự thật chúng tôi ngồi nói là bên Tịnh Thất Quan Âm các ban hộ niệm đã nghe là đúng chính xác. Các cụ già 350 cụ, có 30 cụ con lên nó bỏ luôn trên đó, không lo, nằm một chỗ không ai chăm sóc rửa ráy, có mấy Phật tử đến đút ăn rửa ráy. Sự thật anh nhìn anh thấy anh rơi nước mắt. Anh nói cõi này làm lành khó quá, chúng sanh còn chê bai chỉ trích. Nếu con không có lòng tin và con không có sức kiên định, con về chùa là con thối bồ đề tâm rồi. Nói xấu một tràng lai đại hải thầy dắt nhàn luôn, đau lòng vô cùng. Quý vị gặp thầy nào mà nói như vậy thì mình cứ A Di Đà Phật, đừng có nghe, bỏ đi chỗ khác giùm nghe. Miệng mình ngậm máu phun người, miệng mình dính máu, tâm họ quá xấu họ mới nhớ điều xấu đúng không? Còn tâm họ tốt thì làm sao họ nhớ điều xấu được. Họ nhớ điều tốt, họ giảng kinh, họ niệm Phật, họ hướng dẫn mình tu. Cho nên hôm nay chúng tôi nói tìm một vị thầy làm bạn lữ khó. Qua đây chỉ có 2 chú ngồi đó, đi theo 300, lúc trước 400 chú, bữa nay còn 150 chú. Hôm nay cái hội Vô Lượng Thọ được nhà nước Mỹ công nhận và không lấy thuế và chấp nhận mời người nước ngoài vô được rồi đó, mà cũng đang mời qua. Và đời sống bên này không phải Việt Nam, cứ dồn chứa vô 100 mấy chục người không phải là dễ. Cho nên hôm nay tìm một người bạn lữ đồng hành khó vô cùng. Họ chân thật họ giảng kinh, họ chân thật họ niệm Phật, không có tính toán mưu mô. Hồi nãy giờ chúng tôi nói như vậy không phải xây dựng cái uy tín của chúng tôi, mà may thay gặp được Hòa Thượng Tịnh Không có nung đúc con người mình như vậy. Hôm nay mình muốn cho mọi người phải gì? Phải chân thật tin tưởng nhau. Dầu cho người đó xấu gì đi nữa, mình nên thương họ chứ không nên ghét họ. Vì sao thương họ vậy quý vị? Vì họ đang tạo nghiệp xấu, mình phải thương họ không hết. Họ đang tạo nghiệp, họ gặp nạn, họ lơm cơm đứng dậy mình quất một đạp nó rớt xuống hố luôn. Mình có người gì? Giả thú rồi. Giả thú rồi chứ không phải là người nhân từ nữa rồi. Không mang được cái thân, mang cái thân người mà cái tâm giả thú rồi. Nó cắn nó xé nhau. Quý vị cứ cảm giác mà mình, bản thân mình đang lơm khôm từ ở dưới hố leo lên quất chân đạp rớt xuống nữa.
vừa gặp nạn. Rồi họ gì? Họ chỉ trích, họ chê bai, họ nói xấu cho người khác mất tín tâm, bây giờ họ quốc bình đạm. Nhưng mà những người đó họ xấu với mình, họ ác với mình mà Phật A Di Đà thương là ok. Đúng không? Cái niềm an ủi vui nhất đó là Phật A Di Đà hoan hỷ tán thán gia trì cho mình thì mọi việc nó sẽ êm đẹp hết quý vị. Phật lực gia trì, long thần hộ pháp gia hộ, phàm phu không hại được đâu. Quý vị biết cái sự kiện sự cố vừa rồi ở tại Việt Nam, 100 sư cô phải xuống chùa hộ chùa pháp thường, ở đó quen rồi mà phải ra đi, họ buộc phải ra đi. 800 bà già phải ra đi, 400 chú phải ra đi, họ buộc phải ra đi, cái thế bắt buộc phải ra đi. Chúng tôi đồng ý không còn một con đường gì lựa chọn, chỉ dư lại 500 người để cho ở tại tỉnh thất, còn bao nhiêu phải xuống những chùa khác. Tu họ không cho tu, còn cảnh giới cực lạc là di dân về đó nhiều chừng nào Phật Di Đà hoan hỷ chừng đó. Phật Di Đà gì tán thán người tu, ở đây họ không có tán thán người tu, họ nói đem vô phòng hộ niệm là ép bức tử cho người ta chết, không cho ăn không cho uống, coi như là họ nói cũng như là nó khủng khiếp. Chúng tôi không hiểu rằng họ không thấy mà họ dám nói như vậy. Đường đường tăng tướng làm việc cho giáo hội dám nói như vậy. Cho nên chúng tôi nói với quý vị, bản thân như chúng tôi mà để lèo lái một cái pháp hội bây giờ còn 500 người bình yên, đây là hoàn toàn do Phật lực gia trì. Nếu đại chúng mà không niệm Phật thì ngay nơi cái chuyện người ta không cúng đói là đi, chứ chưa ai chưa nói đến chuyện đuổi tự ra đi. Mà khi mà đại chúng bình yên ở bên đó được rồi, không có ai đuổi được hết. 350 bà già bây giờ ai tới mà xúc bà đi nuôi giùm ấy, con không nhận nữa đâu đó. Cho nên mấy bà già là mấy bà giữ chùa yên bình bên đó niệm Phật, đầu tiên gây dựng các cụ già đến đó tu. Quá hay, quá là hay, gây dựng mấy bà cụ già đến đó, đầu tư ngắn hạn mà kết quả cao, kết quả nhanh. Bởi vì mấy bà già bà gần đai rồi, mình nuôi cái bà giảng sanh sớm, như mấy đứa nhỏ mình nuôi nó lâu dữ lắm quý vị, hết cơm hết gạo mà nó không biết khi nào nó đi, thôi để ba má nó nuôi để lớn lớn một chút nó làm việc được, nó tới nó lo cho mấy bà già. Còn 10 phút nữa là 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay quý vị ngồi đây có cảm giác thấy nó thoải mái không ạ? Phải là một sự hưởng thụ tối cao của đời người không ạ? Ngồi ở trên này mà để nói quý vị ở dưới mà lắng nghe, mà chăm chú, mà thích thú không phải là dễ. Mỗi người tư tưởng của mình mỗi khác nhau hết trong từng sát na. Tới đây mà quy tụ vào trong một điểm để mà nghe kinh, chuyện này không phải dễ. Căn cơ khác nhau, nghiệp báo khác nhau, không phải là dễ. Ông muốn sanh trong cõi đó thì hãy nên nhất tâm quy y. Quy là vây về, y là nương tựa. Quay về lại với câu A Di Đà Phật, nương tựa câu A Di Đà Phật, quay về lại với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nương tựa Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới này nó là tạm, ngắn ngủi, thua con muỗi. Tuổi thọ mình so với cõi trời đâu xuất là thua con muỗi. Trên đó một ngày một đêm, dưới này 400 năm. Một ngày một đêm 400 năm, tuổi thọ 4000 năm. Quý vị tính thử coi, một ngày một đêm là 400 năm dưới này, mà mình tính biết bao nhiêu ngàn năm mới bằng cái số lượng họ sống tuổi thọ bên đó 4000 năm không?
cái phước báo cõi trời đó. Thì Phật ví dụ mình là giống như một giấc mộng trong đêm hồi tối hôm qua. Phật ví dụ mình giống một giấc mộng. Vì cái tuổi thọ của người ở cực lạc là vô lượng tuổi. Mình sống ở đây 100 tuổi, 70 tuổi, 60 tuổi giống như một đêm mộng. Mộng thấy vàng, thấy của, thấy tiền, thấy tất cả. Khi thức dậy không còn gì nữa hết, hai bàn tay trắng. Phật nói mình đang sống đây là mộng. Giờ ngồi đây sáng ngày mai nằm trên giường, không bước chân xuống giường được, thọ mạng hết là mộng đúng không? Dầu cho không ngày mai, nhưng mà mấy năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau đi, khi ra đi cũng giống như là trong giấc ngủ mộng rồi. Mình thấy là dài, thiệt ra đối với tuổi thọ người cõi trời là mình quá ngắn rồi, chứ đừng nói cõi Phật. Cho nên Phật dùng cái tâm thức của Ngài nói chúng sanh đang ở trong mộng, gá thân mộng, vào cảnh mộng. Mộng tan rồi, chúng ta đi theo cõi mộng luôn, chứ không về cõi giác được. Cõi giác là cõi cực lạc á. Vì mình không có tâm giác làm sao mình về cõi giác. Mà muốn có tâm giác thì phải niệm Phật mới tâm giác được chứ. Hồi nãy giờ mà ngồi mà lý luận nói cái chuyện này không phải là dễ. 2 tiếng đồng hồ. Không, cái này chúng tôi hỏi thiệt, hồi nãy giờ quý vị ngồi thấy nó có khó chịu mệt mỏi gì không? Dễ chịu phải không? Giờ nói tiếp ha. Quý vị biết mà lên ngồi trên này mà nói 2 tiếng đồng hồ không phải dễ. Thường các vị giáo sư ngoài đời là 45 phút một tiết học. Hồi trước quý vị học biết không, 45 phút là phải ra giải lao. Giảng sư giảng 1 tiếng đồng hồ là coi như cạn. Chúng tôi chỉ thấy những người niệm Phật họ vô định, họ giảng mấy tiếng vẫn khỏe. Bây giờ đây trong người chúng tôi nó khỏe vô cùng, không khát nước. Nãy giờ nói nó miếng ra đầy họng ở trên, nó văng tùm lum này. Luyện được cái này là cũng phải 20 năm ngồi trên pháp tòa. Hôm nay là những người mà ngồi đây là hầu như là kết đĩa của chúng tôi vô cùng mới ngồi đây không? Không kết đĩa là... không kết đĩa là chắc chắn vô đây chút xíu là nó ngán ngơ cuốn họng. Mà sao không biết tự nhiên thầy nhà ông nói ăn chay, niệm Phật, giảng sanh, lạy Phật, phóng sanh, in kinh. Ông nói mấy năm nay mà sao còn nghe khoái dữ ta. Đó là nói cái pháp hành cứ càng nói chừng nào nó khởi tính tâm lên chừng đó. Càng nói chừng nào mình đắc được cái pháp hỷ an vui, cho nên càng nghe nó sanh ra càng tinh tấn an lạc. Bà Lưu Tô Vân một ngày bà nghe đĩa hòa thượng 8 tiếng, bà tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, bà làm 10 năm như vậy không thay đổi. Hòa thượng nói thôi bà này bà đắc Vô Lượng Thọ tam muội, niệm Phật tam muội rồi, bà muốn giảng sanh lúc nào bà giảng sanh. Kết cuộc cuộc đời của bà nói với mấy đứa con, mẹ không có tài sản gì để lại cho con hết, mẹ chỉ có 4 chữ A Di Đà Phật để dành cho con, nếu con biết dùng. Mẹ dùng mẹ thấy hữu ích lắm con ơi. Con có tiền rừng bạc bẻ, con có chức vụ quan quyền gì đi nữa, thọ mạng con hết, con không mang đời sau xài được đâu con. Chỉ có câu Phật hiệu Vô Lượng Công Đức con mang đi đời sau được. Con biết không, đó là cái vốn liếng của mẹ để cho con đó. Tịnh Thất Quan Âm bây giờ 500 người để lại cái vốn là một câu Phật hiệu với một cuốn kinh Vô Lượng Thọ. Vậy mà 500 người sống trong đó đủ ăn, đủ mặc, dư tiền in kinh phóng sanh nữa chứ. Bữa nay một tháng đi phóng sanh 50 triệu là 2.500 nữa chứ. Đó, tài sản của giác nhàn đó. Chứ mà xây mấy cái chùa lớn lên, coi chừng mấy ông thầy, ông chừng ông thọ giới lên cũng dành chùa quýnh nhau đổ máu chứ. Để lại cái pháp cho nó hưởng. Không có cực công mà đi xây nhiều chùa rồi để dành nhau quýnh lộn, đổ máu.
có một hòa thượng đã lên gặp chúng tôi, nói sao biết không? Ông thầy Nhàn, tôi có 4 cái chùa tôi xây dựng, bây giờ 4 ông trụ trì ổng đòi tôi chết phải nằm chùa ổng, bây giờ tôi phải làm sao đây, không biết nữa, ăn buổi cơm ngồi không nói chuyện. Ông thầy nào ông cũng kêu hòa thượng không thương con, hòa thượng phải chết nằm chùa con. Sống xây chùa cho nó rồi còn chết nó đòi giành mình nữa. Bây giờ ông giải quyết làm sao? Trời, đơn giản, hòa thượng thiêu 4 ông cho 4 cái hũ cốt. Hay, trời, cái chuyện này độc đáo hay quá. Hòa thượng thiêu đi cho 4 ông 4 cái hũ, mang về ông làm 4 cái tháp là xong. Được, hay quá. Sở dĩ chúng tôi nói được điều này là Ấn Tổ nói trong này nè: Phật chế tăng ni Phật tử chết phải quả thiêu, để rời khỏi đi cái phần chấp cái ngã này, cái thân này. Hòa thượng kiểu hay quá, thôi tôi biết gì chút, tôi về tôi sẽ nói là tôi sẽ nằm 4 chùa. Xây chùa rồi bây giờ chết nó còn dành nữa. Tôi nằm 4 chùa. Họ hỏi tôi không nói, để chừng mà họ lấy thấy gì chút đó là tôi mang lên Đà Lạt tôi thiêu xong cái là tha giao 4 hũ cốt. Còn Phật tử nào mà thích cho muốn người muốn cà phê và khoai cà phê uống, thấy không? Cho nên mình nhìn lại mình thấy rằng Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm để lại một kho tàng Tam Tạng kinh điển. Nếu mà xây chùa ở bên Ấn Độ thì đến cái lúc mà đạo giáo khác, Hồi giáo cũng như là những cái những vị mà lãnh đạo đất nước mà theo một tôn giáo khác là họ đốt sạch. Riêng cái trường học Nalanda họ đốt 6 tháng mới hết cái trường học đó. Dễ sợ chứ, nó cháy miệt mài trong 6 tháng đốt sạch. Hơn kinh điển được truyền sang Trung Quốc, về Việt Nam, đi các nơi, hôm nay mình mới biết đạo Phật. Cho nếu mà tại Ấn Độ đó mà nó diệt sạch, mà Đức Phật không phải vì mục tiêu để truyền bá chánh pháp mà chỉ cứ tập trung đi xây dựng chùa không á nghe, thì bây giờ không biết Phật pháp, mình không biết gì hết, mình không biết gì đó. Trung Quốc cũng không biết, Việt Nam cũng không biết Phật pháp, bộ kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật sao, Phật Thích Ca sao, diệt. Hay thiệt, Đức Phật quá trí tuệ, quá siêu việt, để lại kinh tạng cho chúng sanh. Quá hay. Hôm nay mình phải làm một chút xíu gì của Phật, đó là phải giảng lại bộ kinh Vô Lượng Thọ, đó là phải nói pháp môn Tịnh Độ cho chúng sanh tu. Còn những chuyện khác để các vị khác làm. Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông. Ở bên Việt Nam bữa nay xây cái chùa một cái là 8.000 tỷ. 8.000 tỷ nhiều lắm ạ. Mình không chê bai chỉ trích, mà mình chỉ gì? Mình chỉ âm thầm làm cái việc của mình thôi. Cái việc của mình là cái việc giảng kinh, khuyến khích người niệm Phật đi về tịnh thổ, về Tây Phương Cực Lạc. Nho nhỏ như vậy không người biết đến, thế mà Đức Phật A Di Đà biết đến. Để thọ mạng hết, Phật A Di Đà cầm đài vàng xuống, Đại Thế Chí thì bưng đài vàng trao đỡ gót, Quan Âm thì cầm cam lồ rưới nơi đầu, Thế Chí kim đài trao đỡ gót, trong một sát na lìa ngũ trược, mà khoảng tay co duỗi đã đến Liên Trì rồi quý vị ơi. Rời khỏi cái cõi này, ngũ trược ác thế vui vô cùng. Hết giờ. Thôi giờ để chúng ta hồi hướng quý vị ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.